thì chúng ta sẽ tập trung vào hai cái nội dung này. Nội dung của chúng ta thì hôm nay có hai cái nội dung này ha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu ha. Rồi ai sẵn sàng bắt đầu rồi hãy comment số 8 giúp mình ha. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Mình nhắc lại ha, bạn nào mà chưa tải đó thì các bạn tải tài liệu, tải hóa đơn mua vào bán ra đó, các bạn vào cái phần hỏi đáp này ha. Các bạn vào cái phần hỏi đáp cái hình tam giác hình vuông hình tròn ở đây, các bạn tích vào cái chỗ hỏi đáp ở đây này. Ở trên đây nó có cái đường link này, link tải tài liệu các bạn tải về nhé. Trên này thì nó có hóa đơn mua vào bán ra này ha, đây là hóa đơn bán ra nè. Nha. Rồi hóa đơn mua vào. Các bạn cái này thì các bạn mình tải lên để các bạn tự thực hành nha. Các bạn tải về để các bạn tự thực hành. Theo cái kiến thức mà mình là hướng dẫn trong buổi hôm nay thì các bạn sẽ tự nhập vô Excel rồi các bạn sẽ tự lên tờ khai, các bạn nhập vô HTKK. Hóa đơn ở đây thì tôi copy nguyên một năm đó các bạn nha. Tôi copy nguyên một năm đó thì các bạn làm theo quý nha. Hóa đơn này thì nó nguyên một năm đó, thì các bạn cấp tải về và các bạn làm theo quý á nha. Tôi hy vọng rằng các bạn, nếu mà bạn nào mà chưa biết kê khai thì các bạn hãy tải về và các bạn sẽ có ý thức là tự thực hành nhé. Đừng có là để lãng phí các bạn nhé. Vì hóa đơn thường là không phải chỗ nào cũng cho các bạn hóa đơn để các bạn thực hành đâu. Giờ có mấy người vô đây thì nó tiết đang hướng dẫn thì cứ vô. Anh đi học vào đúng giờ một chút. Đỡ làm phiền mọi người. Rồi chúng ta sẽ nói về cái quy trình kê khai thuế trước các bạn ha. Làm gì làm chúng ta phải có cái quy trình trước. Đó. Thì khi mà các bạn kê khai thuế giá trị gia tăng cho bất kỳ công ty nào thì các bạn nên có một cái quy trình. Đó. Cho dù là nó đơn giản đi nữa thì chúng ta lúc mà chúng ta chưa có thành thạo á, thì chúng ta nên có một cái quy trình để chúng ta hạn chế cái sai sót ha. Thì cái việc kê khai thuế của chúng ta đó thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái hóa đơn và cái chứng từ mình bán ra. Hóa đơn chứng từ bán ra các bạn lưu ý với tôi ở đây là tôi nhắc nhấn mạnh là ở đây là ngoài hóa đơn ra chúng ta còn phải căn cứ vào chứng từ các bạn ha. Chứng từ bán hàng. Đó. Chứng từ bán hàng bán ra. Đó. Bởi vì có những cái trường hợp đó là chúng ta bán hàng rồi chúng ta giao nhận hàng hóa rồi mà chúng ta quên xuất hóa đơn hay là chúng ta bị xuất hóa đơn sai thời điểm thì cần phải lưu ý ha. Vì cái việc kê khai thuế giá trị gia tăng ở đây á thì chúng ta nhớ là chúng ta kê khai theo đúng cái thời điểm phát sinh. Các bạn lưu ý với mình ha, về cái nguyên tắc đó là kê khai đúng thời điểm. Đúng cái thời điểm phát sinh thuế phải nộp. Cái này đặc biệt là đối với đầu ra các bạn nha. Cho nên trong cái trường hợp mà chúng ta xuất hóa đơn sai thời điểm thì chúng ta cũng phải kê khai đúng thời điểm. Ví dụ như là tháng 10 này chúng ta mới xuất hóa đơn cho tháng 8 và bởi chúng ta xuất hóa đơn bị sót. Chẳng hạn như vậy. Thì nếu mà chúng ta kê khai thuế theo tháng thì chúng ta cũng phải kê khai thuế ở trong tháng 8 mặc dù là chúng ta xuất hóa đơn trong tháng 10, cho nên các bạn cần phải lưu ý ha. Kê khai thuế là chúng ta phải kê khai đúng thời điểm. Hay một số cái trường hợp á mà cái công trình á, cái này thì các bạn đi gặp làm trong công trình xây dựng các bạn sẽ hay gặp nè. Công trình mà nghiệm thu á, nghiệm thu trong tháng 12. Ví dụ năm năm 2022 đi. Đó. Nhưng mà chưa thu tiền được nhà nước, chưa thanh toán, chưa thu tiền được chủ đầu tư, chưa thanh toán tiền. Xong rồi cái này bắt đầu qua 2023 mới xuất hóa đơn mới thu tiền. Đó. Thì đây là cái trường hợp xuất hóa đơn sai sai thời điểm ha. Thì về nguyên tắc thì phải kê khai thuế trong năm 2022 và kể cả doanh thu trong 2022. Và trong cái trường hợp á, mình đã gặp những cái trường hợp như thế này nè, là kế toán trong những trường hợp như thế này mà kế toán kê khai trong năm 2023 đó thì khi mà cơ quan thuế kiểm tra thì cơ quan thuế sẽ hồi tố về 2022. Như vậy thì
sẽ bị khả năng là sẽ bị truy truy thu thuế rất là cao. Đó. Thì thuế ở đây là cả bao gồm VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn ha. Cái trường hợp này thì mình cũng gặp vài trường hợp rồi, bởi vì khi mình hỗ trợ các bạn làm quyết toán đó, hỗ trợ các bạn quyết toán với cơ quan thuế đó, thì mình thấy rằng là nhiều trường hợp đã làm như thế này rồi. Cho nên là mình các bạn phải lưu ý ha. Một số ông sếp á, là ông nói bây giờ chưa thu tiền được, cho nên ông không cho xuất hóa đơn, bởi vì ông cho xuất hóa đơn thì ông sợ không thu tiền được. Các bạn có ha, đã nghe đã thấy đâu tình huống như vậy ở đâu đó chưa? Các bạn đã nghe đã thấy tình huống như vậy ở đâu đó chưa? Đó, nhất những người mà ví dụ đặc biệt là những người chủ doanh nghiệp mà người ta không hiểu về thuế, không hiểu về kế toán đấy, cứ không thu được tiền là không chịu xuất hóa đơn, không chịu cho xuất hóa đơn. Đến khi thu tiền được á, thì phải xuất hóa đơn rồi ra, mà xuất hóa đơn rồi ra thì lại sai thời sai thời điểm và nó vắt qua cái năm năm sau. Rồi sau này khi thuế kiểm tra người ta lại hồi tố lại, người ta phạt cái tội bị xuất hóa đơn chậm thời điểm, sai thời điểm. Xuất hóa đơn sai thời điểm thì bị phạt từ mấy triệu đến mấy triệu các bạn. Xuất hóa đơn sai thời điểm thì bị phạt mấy triệu đến mấy triệu, mức phạt. Có ai biết không? Trường hợp này là xuất hóa đơn sai sai thời điểm, và cái mức phạt thì 4 đến 8 8 triệu, mà cái này là tính trên hóa đơn chứ không phải tính trên cái loại hành vi đâu nha các bạn nha. Cái bà lưu ý ha, phạt nặng, rất là nặng. Cho nên ở đây tôi nói là việc kê khai thuế không chỉ đơn giản là căn cứ vào hóa đơn, mà cần phải căn cứ vào chứng từ bán ra nữa, để chúng ta kê khai thuế cho nó đúng thời điểm, nó đúng cái lúc mà chúng ta phát sinh cái nghĩa vụ kê khai thuế. Cái thứ hai nữa đó là cái hóa đơn và chứng từ mua mua vào. Đó. Thì đối với cái hóa đơn chứng từ bán ra thì chúng ta sẽ lên được cái bảng kê bán ra ha, bảng kê bán ra. Còn đối với hóa đơn mua vào thì chúng ta sẽ lên được cái bảng kê mua mua vào. Đó. Từ đây chúng ta cơ bản là chúng ta từ đây á thì chúng ta sẽ lên được cái tờ khai 01 đó. Đến đây là cơ bản là chúng ta sẽ lên được cái tờ khai 01 giá trị gia tăng. Đó. Thì đây là cái tờ khai kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp hay là kê khai thuế khấu trừ các bạn. Đó. Cái mẫu biểu này là kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ hay là phương pháp trực tiếp trên doanh thu đây, hay là trực tiếp trên giá trị gia tăng đây. Tờ khai này là áp dụng đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp nào? Phương pháp khấu khấu trừ ha. Phương pháp khấu trừ. Thì đây là cái phương pháp phổ biến các bạn nha, phổ biến nhất. Đó. Còn phương pháp trực tiếp thì chủ yếu dành cho hộ kinh doanh hay là một số cái loại hình doanh nghiệp ít thôi, mà doanh thu của họ không chịu thuế thì thường thì họ sẽ dùng cái phương pháp trực tiếp trên doanh thu chẳng hạn ha. Chứ còn hầu hết các doanh nghiệp thì phần lớn là kê khai theo phương pháp khấu trừ. Cho nên trong buổi hôm nay mình cũng hướng dẫn các bạn theo phương pháp khấu trừ thôi, mình không có hướng dẫn cái tờ khai 03 và 04 các bạn ha. Bạn nào vào sau thì chịu khó hỏi người vào cái chỗ hỏi hỏi đáp này ha, hỏi đáp này, tải tài liệu về ha. Hỏi đáp nè, vào cái phần hoạt động nè, phần hoạt động ha, và phần hỏi đáp ở đây nè, nó có cái đường link tải tài liệu nè ha. Các bạn cứ hỏi tới hỏi lui mình mất thời gian của mọi người. Rồi thì ở đây các bạn nói với mình ha, thì từ cái tờ khai thuế giá trị gia tăng này, từ tờ khai thuế giá trị gia tăng này ha, mình sẽ mình làm có thể là làm trên phần mềm hay làm trên Excel tùy mình, nhưng mà quan trọng nhất là đó là chúng ta làm cái bước thế nào để chúng ta nộp cho trên trên cái trang thuế điện tử. Thì ở đây đây á, thì các bạn sẽ nộp bằng một trong hai cách ha. Cách thứ nhất nè, đó là các bạn sẽ là kê khai trực tiếp ha, tức là các bạn kê khai cái mẫu biểu trực tiếp trên cái website, trên web ha, trên web của cái trang thuế điện tử đó, thuế điện tử .gdt.gov.vn đó. Các bạn lên trên này, các bạn mở lên
ở các bạn kê khai trực tiếp ở trên này. Đó là tùy mình ha. Thì giờ cách này thì mình không khuyến khích các bạn làm. Tuy nhiên vì nếu mà các bạn lưu ý cho mình á, tại những cái thời điểm mà cuối quý hay là cuối tháng hay cuối năm á, thì thường cái hệ thống mà nó bị hay bị nghẽn, nó bị nghẽn á, các bạn không tải file lên được, thì các bạn có thể làm cách này. Đó. Nói chung là tùy theo lúc thôi. Còn thông thường á, thì tôi khuyến khích các bạn nếu mà mình không có sử dụng những cái phần mềm kế toán mà nó lập luôn được lật hai, thì các bạn nên nhập vào HTKK để mình dễ quản lý ha. Ở thông thường thì sẽ làm theo cách này, nhập vào HTKK rồi sau đó mình sẽ xuất ra cái file XML, xuất ra cái file XML ha, có cái đuôi XML ở trong phần mềm thì mình xuất ra bình thường thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ nộp nộp file đó. À, thay vì như cách 1 thì chúng ta kê khai và chúng ta nộp trực tiếp ở trên web luôn, thì ở đây chúng ta kê khai trên HTKK và chúng ta nộp file qua cái trang này, qua trang thuế điện tử này đó. Nộp qua đây thì đó là hai cách mà chúng ta thường thường sử dụng. Cách thứ hai thì cách là mình thường sử dụng cách thứ hai này để chúng ta làm trên HTK để chúng ta dễ quản quản lý ha, dễ quản lý, dễ theo dõi, dễ truy xuất lại cái số liệu sau này. Thì để kê khai thuế được cái trang này, đương nhiên chúng ta phải có cái tài khoản của công ty các bạn ha, chúng ta phải có tài khoản. Mà để có một cái tài khoản thì chúng ta đương nhiên công ty thì phải có mã số thuế. Sau khi có mã số thuế thì chúng ta vào đây chúng ta đăng ký cái tài khoản ha. Chúng ta vào đây chúng ta đăng ký cái tài khoản, nếu mà một công ty mới thành lập các bạn ha, nếu một công ty mới thành lập thì mình vào đây. Đây cái chỗ đăng ký này ha, có chỗ đăng ký này chúng ta tích vào chúng ta đăng ký nếu mà công ty mới thành lập. Còn nếu mà công ty đã thành lập rồi thì chúng ta tích vào đăng nhập thôi. Và đương nhiên là chúng ta phải cần có chữ ký số nữa các bạn ha, chữ ký số. Chữ ký số thì mua, doanh nghiệp thì mua. Thứ hai nữa là cái tài khoản ngân hàng. Có thể một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng để chúng ta đăng ký để chúng ta nộp nộp thuế điện tử ha. Nộp thuế. Thì các bạn lưu ý cho mình cái việc đó, khi mà các bạn muốn nộp thuế điện tử đó thì các bạn phải ra ngân hàng ha, liên hệ với ngân hàng, ra ngân hàng đó. Rồi mình sẽ điền hồ sơ vào. Được chưa? Điền hồ sơ. Và mình sẽ lên cái trang thuế điện tử nè. Mình đăng ký online. Lên cái trang này nè, đăng ký trên trang này nè. Làm hồ sơ xong, lên trên này. Mình làm đăng ký. Đó. Đăng ký xong trên này á thì mình sẽ nhận được cái thông tin phản hồi qua mail các bạn nha, phản hồi qua mail của công ty. Đó. Là xong rồi đó. Nói chung là đơn giản thôi, là sau đó các bạn nộp thuế điện tử được. Và chúng ta lập giấy nộp tiền để chúng ta nộp thuế điện tử ha. Khi mà chúng ta cần nộp thuế thì chúng ta lên đây chúng ta lập giấy nộp tiền là chúng ta nộp nộp được thôi, chúng ta không cần phải đi ra ngân hàng. Thì đó là cái quy trình cơ bản tổng quát. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình, hiện nay thì chúng ta quản lý hóa đơn theo sử dụng hóa đơn theo thông tư 78, và cơ quan thuế thì quản lý hóa đơn, người ta quản lý với hóa đơn của doanh nghiệp, hóa đơn của doanh nghiệp các bạn, và họ cả quản lý cả hóa đơn mua mua vào và cả hóa đơn bán ra luôn. Cho nên là khi chúng ta nộp cái tờ khai đây nè, khi mà các bạn nộp tờ khai lên mà cái người quản lý thuế của công ty mình đó, họ thấy rằng là cái đầu ra đầu vào của mình nó không khớp với trên cái hệ thống hóa đơn điện tử, quản lý qua cái trang hóa đơn điện tử các bạn, họ không khớp á, thì họ có thể liên hệ với mình, họ sẽ báo mình kiểm tra lại cái tờ tờ khai. Họ không chấp nhận cái tờ khai của mình, hoặc họ yêu cầu mình giải trình trên cái trang này ha. Tất cả hóa đơn đầu ra đầu vào của mình nó nằm ở trên trên này. Cho nên là chúng ta phải đối chiếu, khi chúng ta làm á, thì chúng ta sẽ đối chiếu với số liệu ở trên này. Chúng ta có thể đăng nhập vào cái trang này ha. Mình có thể đăng nhập vào cái trang này để chúng ta đối chiếu cái tờ khai của mình với cái số liệu mua vào bán ra trên cái hóa đơn điện tử này, trên cái trang hóa đơn điện tử này, xem nó có khớp chưa, rồi chúng ta hẳn hẳn nộp sau. Thì tài khoản để mà các bạn vào cái trang này á, thì khi các bạn đăng ký hóa đơn điện tử đó, khi đăng ký mà hóa đơn á, thì bên cái cung cấp phần mềm á, họ sẽ đăng ký luôn cho các bạn.
đăng ký cho doanh nghiệp và chúng ta sẽ nhận qua mail các bạn nha. Các bạn sẽ nhận qua qua mail. Còn khi các bạn vào công ty mới mà các bạn không có thì các bạn vào cái chỗ này các bạn bỏ chữ cắm chữ ký số vào và bấm quên quên mật khẩu ở đây ha, quên mật khẩu ở đây để các bạn lấy lại mật khẩu. Và nếu các bạn làm không được nữa thì các bạn có thể liên hệ với cái bên mà cung cấp hóa đơn cho các bạn đó, nhờ người ta xử lý cho. Thì đây là cái quy trình tổng quát ha. Rồi ai nắm được quy trình tổng quát rồi hãy comment giúp mình số 6 ha. Rồi về quy trình tổng quát thì có ai có thắc mắc gì ở chỗ nào chưa rõ thì hỏi đi. Về cái quy trình này thì các bạn có chỗ nào chưa rõ thì hỏi nhé. Còn phần mềm HTKK thì các bạn cài miễn phí ha, cho nên mình của mình không nói nữa. HTKK thì mình cài miễn phí thôi, dùng miễn phí mà. Các bạn có thể tải HTKK trên cái trang này này cho nó dễ này ha. Nhiều bạn không biết trang nào để tải, search Google thì nó lên quá nhiều cái phiên bản không biết cài cái chỗ nào, thì các bạn lên cái trang gdt.gov.vn, các bạn gõ tải ha, gdt.gov.vn, các bạn tải về đó. Các bạn lên cái trang này ha, sau đó các bạn kéo xuống bên dưới nó có chữ HTKK ở đây. Rồi thì hiện tại bây giờ là cái phiên bản 5.1.0 các bạn nha, xin lỗi 5.1.1, các bạn có thể tải về. Đây tôi đưa cái link này cho ai muốn tải thì vào cái link này tải về. Link tải HTKK đây ha. Các bạn vào các bạn tải về. Thì đó là phần mềm miễn phí ha. Thì các bạn lưu ý cho mình đó, ngoài cái HTKK ra đó ha, thì các bạn để mà đọc được cái file XML đó thì các bạn nhớ cài cho tôi cái phần mềm Etag Viewer nhé. Etag Viewer để chúng ta mở mở được cái file này ha. Nó giống như file Word, file đồ thôi, kiểu như vậy. Các bạn cài phần mềm này thì phần mềm này các bạn có thể lên các cái trang thuế các bạn tải về. Tải về để chúng ta đọc được cái file này. Rồi chúng ta sẽ đi. Có ai có thắc mắc chỗ nào, bước nào nữa không? Ai đã nắm được các bước rồi hãy comment giúp mình số 6 ha. Còn ai còn thắc mắc chỗ nào thì hỏi trước khi mình đi qua cái bước tiếp theo. Rồi bước tiếp theo á thì ở đây các bạn cần phải hiểu cái bảng kê mua bán ra và cái bảng kê mua vào trước khi chúng ta lên cái tờ khai này ha. Trước khi chúng ta tìm hiểu về các cái chỉ tiêu ở trên tờ khai này thì chúng ta cần phải hiểu trên cái bảng kê mua vào bán ra của chúng ta thì khi nào chúng ta nhập vào cái phần 1, khi nào chúng ta nhập vào cái phần số 2. Thì các bạn hiểu được cái điều này thì khi các bạn làm trên phần mềm á thì các bạn chọn cho nó đúng nha. Trên phần mềm kế toán nó có khi chúng các bạn hạch toán vào phần mềm á thì nó sẽ có cái tách thuế nha, tách thuế để chúng ta chọn mục 1, mục 2, mục 3. Để nó biết là để khi mà chúng ta hạch toán vô phần mềm á thì chúng ta chọn cái mục nào. Tách thuế chúng ta chọn cái mục nào để cho nó đưa vô cái mục số 1, mục số 2 hay là mục số 3 cho nó chính xác ha. Còn nếu chúng ta không hiểu được là chúng ta chọn bậy là nó ra tờ khai tầm bậy á. Bởi vì tờ khai này nó sẽ lấy cái số liệu từ cái bảng kê mua vào bán ra nó lên các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ nói về bảng kê bán ra trước cho nó dễ các bạn ha. Bảng kê bán ra thì chúng ta lấy từ đâu? Nó có sẵn ở đâu? Bảng kê bán ra nó có sẵn ở đâu các bạn? Bảng kê bán ra ở đâu, nó có sẵn ở đâu nè? Bảng kê bán ra ở đâu? Có sẵn ở đâu? Ở đâu trong HTKK mà có sẵn cho mình? Nó có sẵn ở đâu các bạn để chúng ta lấy ra chúng ta kê khai thuế hàng tháng hay là hàng quý? Ở trên phần mềm hóa đơn, ở trên phần mềm xuất hóa đơn ha, ở trên phần mềm xuất hóa đơn của chúng ta.
Thì cái bảng kê bán ra đó nó được chia làm thành những cái phần như sau. Cái phần số 1 đó là cái phần hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng. Cái mục thứ hai là hàng hóa dịch vụ bán ra 0%. Hàng hóa thứ ba đó là cái loại 5% và còn lại là 10%. Để chúng ta cái này chúng ta có sẵn trên phần mềm xuất hóa đơn rồi, chúng ta chỉ cần xuất ra thôi. Nên cái này mình không cần có nói nhiều ha. Chúng ta sẽ đi qua cái phần bảng kê mua vào. Đấy. Quan trọng là cái phần bảng kê mua vào phải chọn cho đúng đây. Chọn cái size lên tờ khai size đánh chịu. Rồi chúng ta sẽ nói về cái bảng kê mua vào. Thì trong bảng kê mua vào của mình nó sẽ được chia làm những phần như sau. Phần thứ nhất đó là hàng hóa dịch vụ mua vào dùng riêng. Các bạn lưu ý cái chữ dùng riêng ha. Dùng riêng để cho sản xuất kinh doanh đầu ra chịu thuế giá trị giá gia tăng. Đó các bạn lưu ý cho mình là dùng riêng. Tức là cái nguyên vật liệu, cái hàng hóa mình mua vào để phục vụ cho sản xuất đầu ra, mà đầu ra này là những sản phẩm chịu thuế giá trị gia tăng riêng biệt thôi. Ví dụ như là tôi mua vải, mua chỉ, mua nút về để sản xuất quần áo, thì quần và áo nó đều là sản phẩm chịu thuế giá trị gia tăng. Nên vải, chỉ, nút tôi sẽ nhập vào cái phần số 1 này. Đó. Như vải nè, chỉ nè, rồi nút nè, mua về để sản xuất quần và áo á, thì những cái này tôi sẽ nhập vào cái phần số 1 của bảng kê mua vào. Vải, chỉ, nút này chỉ để cho sản xuất quần áo thôi, mà quần áo thì chịu thuế giá trị gia tăng. Cho nên cái nguyên vật liệu này tôi sẽ nhập hết vào cái phần số 1. Được chưa? Ai nắm được cái phần số 1 này rồi hãy comment giúp mình số 1 ha. Như vậy thì các bạn sẽ thấy nè, cái đầu ra của chúng ta chịu thuế đúng không? Cái đầu ra của chúng ta là quần áo nè, là chịu chịu thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì cái đầu vào bên này có được khấu trừ hay không các bạn? Cái VAT đầu vào bên này có được khấu trừ hay là không nè? Cái nguyên vật liệu này mình sản xuất cho cái quần áo bán ra chịu thuế thì đầu vào ở đây có được khấu trừ hay không? Đầu vào nó sẽ được khấu trừ các bạn ha. Tiền thuế ở đây sẽ được khấu trừ. Sẽ được trừ. Sẽ được trừ. Sẽ được khấu trừ ha. Nói đầy đủ là sẽ được khấu trừ. Tức là đầu ra với đầu vào đã được khấu trừ với nhau, còn lại bao nhiêu thì chúng ta mới nộp thuế. Còn cái mục số 2 á thì nó ngược lại các bạn ha, mục số 2 là ngược lại. Tức là cái hàng hóa dịch vụ này để dùng riêng cho sản xuất kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng. Tôi ví dụ ha, công ty của mình là kinh doanh phân bón đi. Sản xuất phân bón. Phân bón. Thì phân bón ở đây là không chịu thuế. Không chịu thuế. Cho nên tất cả những cái chi phí đầu vào nguyên vật liệu nè, ví dụ như là nguyên vật liệu nè, rồi chi phí đầu vào. Đầu vào hả? Đầu vào. Để phục vụ riêng ha cho cái hoạt động sản xuất và kinh doanh phân bón này, tôi sẽ nhập hết vào cái phần số 2. Đầu ra không chịu thuế. Đầu vào tôi sẽ nhập vào phần số 2. Và đầu ra không chịu thuế này các bạn, thì đầu vào có được khấu trừ hay không? Đầu vào này có được khấu trừ không? Đầu ra không chịu thuế thì đầu vào sao này? Chỗ này sẽ không không được khấu khấu trừ các bạn. Đầu vào sẽ không được khấu trừ. Chúng ta đi qua phần số 3 ha, phần số 3. Phần số 3 đó là dùng chung hay dùng chung. Tôi ví dụ như công ty của tôi vừa có kinh doanh phân bón, vừa có kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc bảo vệ thực vật thì chịu thuế 5%. Phân bón thì lại không chịu thuế. Như vậy nó sẽ có những cái chi phí dùng chung cho cả hai hoạt động này mà chúng ta không tách ra được. Đúng không này, dùng chung. Cái đầu vào dùng chung.
Ví dụ như những cái loại chi phí nào mà sẽ phục vụ chung cho cả hai hoạt động này các bạn. Ví dụ nếu công ty của mình vừa có kinh doanh phân bón vừa có kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thì những chi phí nào là sẽ dùng chung cho cả hai hoạt động này? Những cái nào mà chúng ta không tách ra được thì nó là dùng chung. À, ví dụ như nhà kho, điện nước, chi phí quản lý, vân vân. Đó. Ví dụ ha, chi phí điện nước mà chúng ta không tách ra được á. Rồi kho bãi, rồi có thể là chi phí vận chuyển, rồi chi phí quản lý hay là chi phí bán hàng mà chúng ta không tách ra được, không theo dõi riêng biệt được đó. À, thì nó là dùng dùng chung. Đó. Mà đã là dùng chung thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải xử lý với như thế nào? Đó. Bây giờ chi phí dùng chung này, VAT đầu vào dùng chung này, chúng ta phải làm gì đây? Làm gì với cái VAT dùng chung này các bạn? Nó có được khấu trừ hết 100% không? Nó vừa có không chịu thuế, vừa có là chịu thuế. Như vậy thì cái VAT của những hàng hóa mua vào dùng chung này có được khấu trừ hết 100% không? Hay phải làm như thế nào nè? Đó. Phải làm sao với cái VAT này? À, chỗ này thì chúng ta phải phân bổ ha, phân bổ. Chỗ này chúng ta sẽ phân bổ theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Các bạn ha, chúng ta sẽ phân bổ theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. À, phần trăm của doanh thu. Như vậy thì nó sẽ ra có một phần tương ứng là được trừ và sẽ có một phần không được trừ. Được trừ ha. Và không được trừ. Nó có hai phần. Khi chúng ta phân bổ thì nó sẽ ra được một phần là được khấu trừ, phần thứ hai là không được khấu trừ, nó bao gồm hai phần. Có ai không biết phân bổ theo doanh thu không? À, có ai không biết phân bổ theo doanh thu không? Chúng ta sẽ xem cái này ha. Phân bổ như sau. Phân bổ VAT đầu vào dùng chung. Ví dụ ha, trong kỳ nè. Mình có chi phí đầu vào. Đầu vào ha, dùng chung cho sản xuất, cho kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Tổng giá trị là 100 triệu. Là 100 triệu. VAT đầu vào. VAT đầu vào. Là 10 triệu. Trong kỳ mình có doanh thu trong kỳ ha, doanh thu trong kỳ. Doanh thu thứ nhất là phân bón, thứ hai là thuốc bảo vệ thực vật. Ví dụ doanh thu trong kỳ của phân bón ví dụ là 250 triệu, còn về doanh thu thuốc bảo vệ thực vật là 160 triệu. Rồi chúng ta có tổng doanh thu. Như vậy thì ở đây chúng ta xem thử cái doanh thu của phân bón này chiếm bao nhiêu phần trăm. Và doanh thu của thuốc bảo vệ thực vật chiếm bao nhiêu phần trăm.
Như vậy thì cái VAT 1 triệu này sẽ được khấu trừ là bao nhiêu các bạn? Đó. Như vậy thì VAT dùng chung này sẽ được khấu trừ là bao nhiêu nè? Được trừ là bao nhiêu và không được trừ là bao nhiêu? VAT được khấu trừ và VAT không được khấu trừ là bao nhiêu nè? Bao nhiêu các bạn? Được khấu trừ là bao nhiêu phần trăm? Và không được khấu trừ là bao nhiêu? Như vậy VAT được khấu trừ sẽ tương ứng với cái phần phục vụ cho doanh thu đầu ra chịu chịu thuế. Còn không được khấu trừ tương ứng với cái phần phân bón không chịu thuế. À, lưu ý ha. Bởi vì ở đây phân bón là không chịu thuế nè. Còn cái này là chịu thuế 5%. Chịu thuế 5%. Như vậy chúng ta nhân cho 10 triệu này, chúng ta nhân cho cái tỷ lệ phần trăm này thì nó sẽ ra được cái số tương ứng. Đó. Như vậy đây là cái phần được khấu trừ. Đây là phần không được khấu trừ. Thì chưa ai hiểu được đến chỗ này rồi hãy comment ok giúp mình ha. Còn ai chưa hiểu thì hỏi lại. Như vậy trong 10 triệu này thì chỉ có 3 triệu là được khấu trừ thôi. Chỉ có 3 triệu là được khấu trừ, 3 triệu chính là được khấu trừ thôi. Còn lại cái phần này không được khấu trừ. Thì có bảng cái bảng phân bổ nha. Lập bảng phân bổ. Lập cái bảng phân bổ kiểu như vậy nè. Lập bảng phân bổ nha bạn ơi, vậy đó, bằng trăng bạn vậy đó. Rồi ai hiểu rồi comment ok giúp mình ha, còn chưa hiểu thì hỏi lại. Các bạn lưu cái bảng phân bổ này lại ha, lưu bảng phân bổ này lại nè. Đó là cái bảng phân bổ chúng ta có thể lập tương tự như vậy nè. Chúng ta lập doanh thu nè, chúng ta lấy tỷ lệ phần trăm, chúng ta lấy doanh VAT đầu vào dùng chung, chúng ta lưu cái bảng này lại. Rồi. Chúng ta đi tiếp ha. Mua vào. Cái phần thứ tư các bạn lưu ý cho mình ha, phần thứ tư đó là hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho dự án đầu tư. Các bạn ha. Chúng ta dùng riêng cho dự án đầu tư á, tức là công ty của mình, ví dụ như công ty của mình đang hoạt động đúng không, mà bây giờ công ty của mình mở thêm một cái nhà máy có thể là ở cùng tỉnh hoặc là khác tỉnh, và chúng ta đã lập dự án đầu tư và chúng ta được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp cái giấy phép đầu tư để xây dựng cái nhà máy đó, thì trong quá trình xây dựng cơ bản cái nhà máy đó, xây dựng cái nhà máy cơ, chúng ta hay gọi là chung là xây dựng quá trình xây dựng cơ bản đó, trước khi đi vào hoạt động, trước khi cái dự án này hoạt động ha, thì tất cả những cái chi phí phát sinh chúng ta sẽ nhập vào cái phần thứ tư này, và cái phần này thì chúng ta sẽ kê khai lên cái tờ khai 02 các bạn ha, chúng ta kê khai trên tờ khai 02, không kê khai trên cái tờ khai 01. Đó. Không kê khai vào cái tờ khai 01 giá trị gia tăng, mà chúng ta kê khai vào cái tờ khai 02 giá trị gia tăng. Rồi sau khi mà chúng ta xây dựng xong cái dự án này để bắt đầu đi vào hoạt động thì sau đó chúng ta sẽ làm cái hồ sơ hoàn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng nếu như nó thuộc cái trường hợp được hoàn, nếu như đủ điều kiện được hoàn ha, đủ điều kiện hoàn thuế. Thì chúng ta có thể làm hồ sơ hoàn thuế để chúng ta lấy lại cái tiền VAT mà chúng ta đã xây dựng cái dự án này. Rồi ai hiểu cái phần thứ tư này hãy comment số bóng giúp mình ha. Các bạn lưu ý cho mình ha. Là khi chúng ta nhập những cái hóa đơn vào phần thứ hai này
Còn thứ tư này nè, là để chúng ta lập cái tờ khai 02 thuế giá trị gia tăng, là cái tờ khai này nè các bạn. Tờ khai dự án đầu tư này ha. Chứ ta không lên cái tờ 201. Rồi về bán kia mua vào bán ra thì có chỗ nào chưa rõ không thì hỏi đi trước khi chúng ta đi tìm hiểu các cái chỉ tiêu trên tờ khai ha. Có chỗ nào chưa rõ không thì hỏi đi. À, trong trường hợp mà các bạn không làm hồ sơ hoàn thuế ha thì các bạn vẫn được bù trừ với cái phần VAT từ hoạt động kinh doanh nếu như là dự án của chúng ta là cùng tỉnh các bạn ha, dự án cùng tỉnh và chúng ta kê khai thuế tại cái chi nhánh mà chúng ta mở thì các bạn lưu ý cho mình dự án đó thì nó có dự án là một là chúng ta đã mở cái chi nhánh đăng ký chi nhánh ở khác tỉnh thì chúng ta kê khai thuế ở cái tỉnh mà chúng ta có dự án. Nếu chúng ta chưa thành lập chi nhánh thì chúng ta kê khai ở trụ sở chính các bạn ha, kê khai luôn ở trụ sở chính và chúng ta có thể bù trừ với cái VAT từ cái hoạt động kinh doanh. Thì cái phần đó chúng ta đi trên cái phần tiếp theo ha. Thầy ơi, ví dụ như đầu ra là có vừa có thuế 8%, 10% mà trên cái bảng kê em không thấy nó có cái phần 8% thì mình đưa vào thế nào đây? 8% chỉ là gì? Chỉ là gì các bạn? Bản chất của nó là gì? Là 10% được giảm 2%. Thì cái trên cái bảng kê mua vào bán ra của em thì em đưa vô cái phần 10% thôi. Còn không thì em mở thêm một cái dòng nữa đó là 8%, chứ còn 8% thì nó không phải là cái quy định, nó chỉ có được miễn một thời gian thôi, được giảm một thời gian thôi. Chứ bản chất của nó là 10% giảm xuống 2%, chứ làm gì có thuế suất 8%. Vâng. Các bạn có thể mở thêm một cái dòng một phần nữa trên Excel đó thì các bạn lưu ý cho mình trên cái HTKK đó các bạn mở HTKK lên đó thì các bạn sẽ thấy ha phần mềm HTKK của các bạn sau khi các bạn cài vô đó các bạn điền thông tin vô rồi đó, thì các bạn mở lên nó có như thế này à, thì ở đây chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta đang kê khai theo cái thông tư 80 cho nên các bạn chọn những cái tờ khai mà nó có cái đuôi là cái chữ 80 đằng sau nha. Rất là nhiều bạn lần đầu tiên kê khai thuế cứ cứ chọn cái tờ khai mà không có cái đuôi đằng sau nè. Cho nên là nó cứ báo hết hạn hoài, nó cứ báo là tờ khai này chỉ có cái hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2021 nhưng mà không biết làm sao, không biết chọn. Thì các bạn lưu ý các bạn phải chọn cho nó có cái đuôi cái chữ 80 này ha, có chữ 80 đằng sau này nè. Thì mới được nha. Đây tôi sẽ chọn vào thì ở trên này thì chúng ta sẽ các bạn sẽ thấy ha. Ở đây á thì chúng ta sẽ có là kê khai theo tháng nè và kê khai theo quý. Thì kê khai theo tháng hay là kê khai theo quý nó phụ thuộc vào điều gì các bạn? Đó. Kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay là theo quý nó phụ thuộc vô cái gì? Doanh thu ha, nó phụ thuộc vào doanh thu của chúng ta. Cái này nó rất là nhỏ nè các bạn. Nó nhỏ. Trên này nó nhỏ quá. Nó phụ thuộc vào cái mức độ doanh thu của chúng ta ha. Doanh thu. Trên 50 tỷ trở lên thì chúng ta kê khai theo theo tháng ha. Còn dưới thì chúng ta kê khai theo quý. Một công ty khi mà mới thành lập á thì chúng ta kê khai theo theo quý các bạn ha.
Sau đó chúng ta sẽ xác định, sau 12 tháng chúng ta sẽ xác định lại cái doanh thu để chúng ta áp dụng là tiếp tục kê khai theo quý hay là kê khai theo tháng. Các bạn lưu ý ha. Thì về thuế giá trị gia tăng thì chúng ta chỉ có hai kỳ kê khai thôi, một là kê khai theo tháng hoặc là kê khai theo quý. Lưu ý ha. Thì ở trên tờ khai của chúng ta nó sẽ có một số cái phụ lục cơ bản ở đây ha. Đây, phụ lục ở đây. Thì hiện nay các bạn thường sẽ liên quan đến cái phụ lục 101 nha. Phụ lục 101 là trong cái trường hợp mà cái đầu ra của chúng ta bán hàng mà chúng ta có giảm thuế giá trị gia tăng đó. Chúng ta có giảm thuế giá trị gia tăng thì chúng ta mới bán, chúng ta mới nhập cái phụ lục 101. Còn nếu mà không có thì thôi. Nếu mà không có thì thôi ha. Thì chúng ta nhập vô đây, ví dụ như tôi bán ra là 200 triệu, trong đó có một cái khoản doanh thu 100 triệu là được giảm thuế, thì phần mềm nó cũng sẽ tự nó tính ra cho mình khi mình nhập cái doanh thu được giảm thuế vào cái phụ lục 101. Đó. Còn cái phụ lục 1 trừ 6 này nè ha, 1 trừ 6 là bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng. Đối với những cái cơ sở sản xuất thì lát nữa mình sẽ nói cái phần mà phần này sau ha. Lát nữa mình sẽ nói sau. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái chỉ tiêu trên cái tờ khai này trước ha. Cái chỉ tiêu số 21. Chỉ tiêu 21. Thì nếu mà ở trong kỳ của mình là không có cái hoạt động, không có phát sinh hóa đơn mua vào, không có phát sinh hóa đơn bán ra thì chúng ta mới tích vào cái chỉ tiêu 21 này các bạn ha. Đây cái chỉ tiêu 21 này là chúng ta tích vào đây nè. Tích vào đây nè ha. Đó. Tích vào đây. Thì nếu như mình không có mua vào bán ra thì chúng ta tích vào. Còn nếu như có thì chúng ta không không tích vào các bạn nha. Rồi ai rõ chỉ tiêu 21 rồi hãy comment số 21 giúp mình ha. Chỉ tiêu số 22. Chỉ tiêu số 22 thì lấy số liệu ở đâu lên các bạn? Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ ở kỳ trước chuyển sang. Hai mươi hai lấy số liệu từ đâu lên? Chỉ tiêu 22 này rất là dễ sai đó các bạn ha. Chỉ tiêu số 22 lấy số liệu từ đâu lên? Lấy ở tờ khai trước nhưng mà ở chỉ tiêu nào? Thì ví dụ ha, ví dụ bây giờ chuẩn bị là mình kê khai quý 4 đúng không? Bây giờ mình có một cái tờ khai quý 3, tôi gọi là tờ khai chính thức ha, tờ khai chính thức quý 3. Thì tờ khai chính thức của mình đó, tờ khai chính thức thì trên cái tờ khai chính thức này á, thì cái chỉ tiêu 43 của mình nó bằng 6 triệu, nhưng mà sau đó đó tôi phát hiện sai, tôi kê khai bổ sung thì lúc này chỉ tiêu 43 nó bằng 8 triệu. Như vậy thì khi mà tôi kê khai quý 4 đó, quý 4 tôi kê khai quý 4 thì cái chỉ tiêu 22 nó sẽ bằng bao nhiêu nè? Khi tôi kê khai quý 4 thì chỉ tiêu 22 nó sẽ bằng bao nhiêu? Bây giờ nó bằng bao nhiêu? Bằng 6 triệu hay bằng 8 triệu? Bằng 6 triệu hay 8 triệu này? Comment nhanh xuống các bạn comment nhanh xuống. Bằng 6 triệu hay 8 triệu đây? Đấy, có người thì 6 triệu, có người thì 8 triệu đây. Như vậy thì các bạn lưu ý cho tôi, chỉ tiêu 22 này nó vẫn bằng 6 triệu các bạn ha. Nó vẫn bằng 6 triệu. Có nghĩa là cái chỉ tiêu 22 nó luôn bằng gì? Chỉ tiêu 43 trên tờ khai nào? Tờ khai chính, chính thức. Tờ khai chính thức.
Mà hiện nay thì các bạn sẽ thấy nè, hiện nay theo thông tư 80 á, thì chúng ta cái tờ khai mà chúng ta nộp lần đầu tiên á là tờ khai chính thức. Tờ khai nộp lần đầu tiên luôn luôn tờ 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 khai chính thức, có một tờ khai chính thức thôi các bạn, nó không giống như trước đây đâu nha. Nộp lần lần đầu là tờ khai chính thức, mặc dù là còn trong cái thời hạn nộp nộp tờ khai. Còn từ lần sau trở đi là tờ khai bổ sung hết nha. Từ lần thứ hai trở đi là tờ khai bổ sung hết, bổ sung lần 1, bổ sung lần 2, bổ sung lần 3 đó. Bây giờ thì chỉ có một tờ khai chính thức thôi, còn trước đây ví dụ như còn trong hạn á là mình có thể đi nộp lại, có nghĩa là trước đây mình nộp lại được nếu như còn hạn. Bây giờ thì nó không có cái bây giờ thì chỉ có một tờ khai chính thức một thôi, không có nộp đi nộp lại, kể cả còn trong cái thời hạn kê khai thuế thì chúng ta vẫn phải lập tờ khai bổ sung. Như vậy thì cái chênh lệch ở đây là chênh lệch 2 triệu này mình sẽ đưa 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 vào đâu? Chênh lệch 2 triệu này mình sẽ đưa vào đâu các bạn? Trên cái tờ khai quý 4 này thay lệch 2 triệu này mình sẽ đưa nó vào đâu? Trong trường hợp này á là VAT được khấu trừ nó tăng lên thì mình sẽ đưa vào chỉ tiêu 3 38 bằng 2 triệu. Còn nếu mà chỗ này nó giảm thì mình sẽ đưa vào chỉ tiêu 37. Ai rõ được chỉ tiêu 22 rồi hãy comment số 22 giúp mình ha. Chỉ tiêu 22 mình nhắc lại, đây là một cái chỉ tiêu mà rất nhiều người bị sai. Ai rõ chỉ tiêu 22 rồi hãy comment số 22 giúp mình ha. Bạn comment xuống cho nhớ. Rồi chúng ta đi qua chi tiêu tiếp theo, đó là chi tiêu 23 và 24. Như vậy chi tiêu 23 đó là giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào, với giá trị hàng hóa mua vào ở trên cái bảng kê mua vào các bạn. Trên bảng kê mua vào đó thì trên bảng kê mua vào nó sẽ cộng cái này nè. Nó sẽ cộng cái này vào chi tiêu 23 này. Đó, 23 này của cái mục số 1, mục số 2 và mục số 3. Đó. Mục số 1, mục số 2 và mục số 3, cái phần giá trị hàng hóa mua vào nó sẽ cộng vào. Và còn ở chi tiêu 24. 24 ha. Nó là cái phần thuế giá trị gia tăng mua vào trên bảng kê mua vào ở cái mục này. Đây các bạn. Đây, nó sẽ cộng vào vô đây. Kể cả cái phần này. Đó. Mình nhắc lại ha, trên bảng kê mua vào cái cột giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào ở cái mục số 1, số 2 và số 3 nó sẽ được cộng tổng cộng lên chỉ tiêu 23. Còn ở cái cột tiền thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng ở cái dòng số 1, cái phần số 1, phần số 2 và phần số 3 sẽ được cộng vào chỉ tiêu 24. Ai hiểu đến chỉ tiêu 24 rồi hãy comment số 24 ha, còn chưa rõ thì hỏi. Ở đây chúng ta có chỉ tiêu mới phát sinh theo thông tư 850. Trước đây nó không có chỉ tiêu 23A và chỉ tiêu 24A. Thì các bạn sẽ thấy nè, cái dòng này là trong đó, trong cái chỉ tiêu 23 này thì có bao nhiêu giá trị hàng hóa dịch vụ nhập khẩu ở trong kỳ thì chúng ta nhập vào đây. Thì cái này chúng ta sẽ căn cứ vào tờ khai nhập nhập khẩu. Ở chi tiêu 24A thì số thuế trên tờ khai nhập khẩu chúng ta cũng có thể xem ở trên đây, hay là cái chứng từ nộp thuế. Nộp thuế, giá trị gia tăng hàng nhập nhập khẩu. Đó. Chỉ tiêu 23A và chỉ tiêu 23
thì cái nào sẽ lớn hơn cái nào các bạn? À, chỉ tiêu 23A có lớn hơn chỉ tiêu 23 được không? À, chỉ tiêu 23A có lớn hơn chỉ tiêu 23 được không? Không bao giờ lớn hơn được. Bằng hoặc nhỏ hơn, không bao giờ lớn hơn được các bạn ha. Và chỉ tiêu 24 cũng vậy. À, chỉ tiêu 24 cũng vậy các bạn ha. À, chỉ tiêu 24A cũng vậy. Nó là chỉ tiêu con của chỉ tiêu 24 nên nó nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu 24 thôi, không có lớn hơn được. Khi mà thông tư 80 mới ra đời thì tôi có xem cái tờ khai của một bạn ạ. Bạn ấy là sinh viên mới ra trường, lần đầu tiên kê khai thuế thì không biết làm sao mà chỉ tiêu 23A nó lớn hơn chỉ tiêu 23 và 24A lớn hơn chỉ tiêu 24 luôn và nộp không được. Rồi chúng ta đi qua chỉ tiêu 25. À, 25 nè. 25 thì sao, làm sao để tính ra đây? Chỉ tiêu 25 bằng gì đây các bạn? Chỉ tiêu 25 thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ. Các bạn lưu ý cho tôi cái từ á, được khấu trừ kỳ này á, được khấu trừ kỳ này. Chỉ tiêu 25 lấy ở đâu ra? Làm sao để lấy được, để lấy ra chỉ tiêu 25 được? À, chỉ tiêu 25 sao tính đây? Chỉ tiêu 25 sao tính các bạn? Ai có thể cho lớp biết được không? 24 hay A là sao nè? Không hiểu. Bằng 24A. 24A nó là một phần của chỉ tiêu 24 thôi. Không. 24A là thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Nếu mà công ty của mình có mua ở trong nước nữa thì sao? Không lẽ mình bỏ đi cái hàng mua trong nước sao? Rồi làm sao mà bằng 24 cộng 24A được? À, làm sao mà bằng 24 cộng với 24A được? 24A là nó là tỷ tỷ chỉ tiêu con của chỉ tiêu 24, có nghĩa là trong nè, có chữ trong đó nè, trong đó thấy không nè, có nghĩa là trong cái 24 này đã có cái tiền thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ở đây rồi, mình cộng đi nữa double sao? Đúng không? Các bạn xem trên cái bảng kê mua vào nè. Đó đúng không? Chúng ta thấy nè. Chúng ta nói ra nè. Chỉ tiêu 24 á, thì sẽ bằng cái một số VAT ở mục số 1. Đúng không? Cộng với VAT ở mục số 2 và cộng với VAT ở mục số 3. Như vậy thì cái chỉ tiêu 24 nó bao gồm cái phần thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và không được khấu trừ. Thấy không nè? Cái số chỉ tiêu 24 là bao gồm cái phần được khấu trừ ở phần 1, không được khấu trừ phần 2 và cả cái phần số 3 này nữa. Lấy số giá trị gia tăng nhỏ nhất là lấy kiểu gì? Không hiểu. Như vậy chỉ tiêu 25 nó phải bằng cái gì? Nó bằng chỉ tiêu 24 trừ đi cái gì các bạn? Bằng VAT vậy, không đủ điều kiện được khấu trừ. Chỉ tiêu 25 nó sẽ bằng chỉ tiêu 24 trừ đi cái phần VAT không đủ điều kiện được khấu trừ. Có nghĩa là nó bằng bằng chỉ tiêu 24 trừ đi cái phần VAT của cái phần số máy các bạn. Ở một số máy nè, một số máy trên bảng kê mua vào. Mục số 2 trừ đi cái phần gì VAT vậy? Cái mục mình phân bổ ở mục 3 đúng không? Cái phần mà phân bổ không không được trừ ở cái mục số 3. Ở trên cái bảng kia mua vào nè. Không. Cái mục số 2 này mình phải trừ ra vì nó không được khấu trừ nè. Còn cái mục số 3 này mình phân bổ ra thì nó sẽ có một phần được trừ và một phần không được trừ, thì mình sẽ trừ cái mục ở mục số 2 và cái phần mà mình phân bổ không được trừ ở đây ra. Được chưa? Ai rõ rồi thì hãy comment số 25 ha. Chứ còn lấy số thuế giá trị tăng nhỏ nhỏ nhất là lấy sao tôi không hiểu. Các bạn chờ một xíu.
Nó hiểu chỉ tiêu 25 rồi thì hãy comment số 25 giúp mình ha. Có ai chưa hiểu chỉ tiêu 25 không? Ai thực sự hiểu chỉ tiêu 25 rồi hãy comment số 25 nè. Tôi ví dụ ha. Ví dụ cái mục này đi ha, ví dụ như cái mục này. Ví dụ như mục này. Trên cái phần này á, thằng thuế này. Thì ví dụ như VAT của mình là 10 triệu mục 1 ha. VAT của mình là 10 triệu. Mục số 2, ví dụ như là 6 triệu. Mục số 3. Mục số 3 thì nó giống như lúc lúc nãy ha, 10 triệu. Và mình phân bổ ra thì nó có hai mục giống như lúc nãy đây, được khấu trừ và không được khấu trừ, giống như cái lúc nãy mình phân bổ ra bên cái ví dụ bên bên này, đây là được khấu trừ và đây là phần không được khấu trừ. Như vậy chỉ tiêu 25 bằng bao nhiêu nè? Như vậy chúng ta sẽ thấy cái chỉ tiêu 25 24 của chúng ta thì nó sẽ bằng cái phần 10 triệu nè, cộng cho phần 6 triệu nè, cộng luôn cho phần 10 triệu. Đây là chỉ tiêu số 2 hay 4 của mình. Nhưng mà chỉ tiêu 25 của mình đó thì nó chỉ lấy những cái phần mà mình đủ điều kiện được khấu trừ thôi. Phần 26 này nó sẽ trừ đi lại cho cái phần ở mục số 2 này không được khấu trừ, và trừ đi cái phần 6 triệu không được trừ ở đây. Đó. Nhưng mà chỉ tiêu 25 này không bao giờ nó lớn hơn được chỉ tiêu 25 này, thì nó sẽ bằng chỉ tiêu 24 trừ đi cái phần VAT không được khấu trừ. Được chưa? Ai rõ rõ rồi hãy comment số 25 ha. Không phải lúc nào nó cũng bằng chỉ tiêu 24 đâu các bạn ha. Không phải lúc nào cũng bằng chỉ tiêu 24. Ai chưa hiểu thì hỏi nha. Chứ không các bạn không hiểu rõ thì khi các bạn kê khai nó không được chính xác. Các bạn chưa hiểu thì cứ hỏi. Để chúng ta đi qua cái chỉ tiêu tiếp theo ha. Cái chỉ tiêu bình bán ra. Như vậy đó là chúng ta đã làm xong cái phần mua vào. Chúng ta liên quan đến cái bảng kê bán ra ở đây. Bán ra ha. Thì bán ra thì đó là hàng đầu tiên, đó là cái chỉ tiêu số 26. 26 đó là hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế. Không chịu thuế. Thì trên cái bảng kê bán ra của chúng ta nó có cái phần số 1 của đây là hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế. Ví dụ như hàng hóa dịch vụ nào bán ra không chịu thuế, các bạn có thể lấy cho mình một cái ví dụ không? Hàng hóa dịch vụ nào bán ra mà các bạn thấy là sẽ không chịu thuế nè. Là các bạn biết. Để xem hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế bao nhiêu thì các bạn xem cái thông tư 219 ha. Thông tư 19. Hàng hóa dịch vụ nào là không chịu thuế mà các bạn biết, các bạn có thể nói ra một hai cái dịch vụ hay là cái hàng hóa nào mà không chịu thuế không? Hàng hóa nào không chịu thuế? Dịch vụ nào không chịu thuế? Có rất là nhiều cái trường hợp mà sẽ không chịu thuế. Ví dụ như học phí của con mình đang đi học đấy. Rồi khám chữa bệnh. Rồi muối ăn. Vân vân. Có rất là nhiều cái hàng hóa dịch vụ không chịu thuế ha. Thì chúng ta sẽ đưa vào cái mục chỉ tiêu số 26. Đây chính là chỉ tiêu số 26 của mình đây các bạn. Được chưa? Đây chính là chỉ tiêu số 26. Đây. 26 của mình đây. Hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế. Rồi chúng ta đi qua cái phần tiếp theo, đó là hàng hóa dịch vụ bán ra không phần trăm. Không phần trăm. Thì các bạn thấy trường hợp nào là sẽ là bán ra sẽ có thuế suất 0%? Trường hợp nào bán ra sẽ có thuế suất 0%? Trường hợp nào bán ra sẽ có thuế suất 0% các bạn?
để chúng ta đưa vào chỉ tiêu số 2, 29. Trường hợp nào bán ra sẽ có thuế suất 0%? Trường hợp nào? À, đó là khi chúng ta xuất khẩu hàng hóa, xuất khẩu thì sẽ là 0% các bạn ha. Xuất khẩu ha. Đó. Thì hàng hóa xuất khẩu 0% thì chúng ta sẽ đưa vào mục số 29 nha, chỉ tiêu số 29. 29 ở đây. Đó. Còn 5% thì chúng ta sẽ đưa vào cái mục số 30. 5% chúng ta sẽ đưa vào chỉ tiêu số 30. 30 ha. Thì 5% nó thường gặp ở những cái loại cái nhóm hàng hóa dịch vụ nào? 5% các bạn thường gặp ở những cái nhóm hàng hóa dịch vụ nào? 5% là nhóm hàng hóa dịch vụ nào nè? Các bạn thường gặp. À, 5% thì khó xác định đây. Ở 5% là những cái nhóm hàng hóa dịch vụ nào mà các bạn thường gặp? À, nước sinh hoạt hả? Rồi gì nữa? Đường kính. Rồi có gì nữa? À, thí nghiệm. Rồi gì nữa? À, y tế. À, vật tư y tế. Thuốc. Thuốc uống mà chúng ta ra ra mấy nhà thuốc chúng ta mua đấy. Rồi năm sản phẩm nông nghiệp chúng ta mua ở siêu thị đó. Rau củ quả thịt cá chúng ta vô siêu thị chúng ta mua đó. 5%. Thì ở đó chúng ta sẽ đưa vào chỉ tiêu 30, còn lại là 10. 10 thì chúng ta sẽ đưa vào chỉ tiêu 30, 32. 32 đó là 10% ha. 32 thì chúng ta sẽ đưa vào cái thuế suất là 10% vào. 8% chúng ta cũng đưa vào đây các bạn nha. 8% thì chúng ta cũng đưa vào chỉ tiêu 32 và chúng ta làm thêm cái phụ lục 101 các bạn ha. Chúng ta làm thêm cái phụ lục 101 nếu như mình có mình được giảm thuế giá trị gia tăng. Đó. Nếu được giảm thuế thì nhớ làm phụ lục 101 các bạn ha. Thì cái giảm thuế này sẽ áp dụng đến ngày nào? Giảm 2% thuế này sẽ áp dụng đến ngày nào vậy các bạn? Nghị định 44 sẽ áp dụng đến ngày nào, sẽ có hiệu lực đến ngày nào là sẽ hết được giảm thuế? À, 31 tháng 12 năm 2023 hả? Rồi chỉ tiêu 32A đó là hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế. Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế. Như vậy ở đây các bạn sẽ thấy nè, chúng ta sẽ có ba cái mục mà các bạn cần phải phân biệt, đó là không chịu thuế, 0% và không tính thuế. Ai chưa phân biệt được ba cái mức thuế suất này comment giúp mình số 6 này. Ai chưa phân biệt được là không chịu thuế, 0% và không tính thuế nó khác nhau như thế nào thì hãy comment số 6 tôi phân biệt cho. Vì nếu như mà chúng ta không hiểu được á cái sự khác nhau, cái sự giống nhau giữa ba cái thuế suất này thì dẫn đến chúng ta sẽ xuất hóa đơn sai và kê khai sai. Và đặc biệt là có rất rất nhiều bạn mà bán hàng cho các cái siêu thị đó xuất hóa đơn sai. Mà cũng không không phải sai là không phải là sai một vài cái mà sai cả năm trời, sai 2 3 năm trời các bạn. Cần phân biệt không? Cần phân biệt không? Đã có cần phân biệt cho các bạn không? Hãy để các bạn tự phân biệt đã mất thời gian. Tôi sẽ dành khoảng 2 3 phút để phân biệt cho các bạn ha.
Hy vọng rằng sau khi tôi phân biệt ra trong lớp mình sẽ không có ai bị sai. Chứ phân biệt ra sai tội lắm. Rồi, thứ nhất là không chịu thuế. Cái thứ hai là không phận phần trăm. Thứ ba là không kê khai, không tính thuế, không kê khai nộp thuế. Thì cái ký hiệu này là được quy định các bạn ha, được quy định, chứ nó không phải là mình tự mình đặt theo cái ký hiệu như vậy đâu ha. Không kê khai nộp thuế, đó là ký hiệu theo quy định đó. Các cái mức thuế xuất được quy định tại văn bản của nhà nước rõ ràng, của cơ quan thuế, chứ không phải mình muốn đưa bao nhiêu mình cho sao mình cho các bạn nha. Rồi, không chịu thuế thì nó sẽ khác nhau và giống nhau như thế nào? Đây là doanh thu bán ra của tôi. Doanh thu bán ra của tôi ha, bán ra. Khi tôi bán ra nó có những cái thuế xuất khác nhau như thế này. Thì giống nhau và khác nhau như thế nào? Như vậy nó giống nhau ở cái chỗ này ha. Đầu tiên đó là cái VAT đầu đầu ra. VAT đầu ra. Thì các bạn thấy cái hàng hóa mà dịch vụ mà đầu ra không chịu thuế đó, có nghĩa là nó không có chịu cái sự điều tiết của luật thuế giá trị gia tăng. Các bạn ha, hàng hóa dịch vụ không chịu thuế thì nó không có chịu sự điều tiết của luật thuế giá trị gia tăng, nó không có ảnh hưởng. Đó. Thì mình nôm na ở đây á, thì cái thuế ở đây nó là một cái tập hợp rộng. Khi chúng ta xuất hóa đơn đầu ra thì trên hóa đơn nó là một cái tập hợp rộng. Ký hiệu thuế xuất là KCT, là không chịu thuế. Tiền thuế là một tập hợp rộng. Mà nói năm nay về giá trị thì nó là bằng bao nhiêu? Nó bằng bao nhiêu nè? Nói năm nay về giá trị thì các bạn thấy trên cái hóa đơn đó, tiền thuế bằng bao nhiêu? Trên tiền thuế mà hóa đơn mà hàng hóa dịch vụ không chịu thuế nó bằng bao nhiêu? À, các bạn để trống hoặc là để nó bằng không, đúng không? Đó. Đây là một tập hợp rộng. À, nó rộng. Hiểu không? Đó là một tập hợp rộng. Nghĩa là bằng bằng không đó các bạn. À, mình nói nôm na là nó bằng không nha, nó tương đương với bằng không thôi. Chứ còn về toán học, về bản chất nó là mình phân tích chi tiết nó chỉ mang ý nghĩa toán học thôi. Còn về cái thuế chúng ta cứ xem nó như là bằng bằng không. Còn cái hàng mà thuế xuất 0% khi chúng ta xuất khẩu á, có nghĩa là đây là hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng, chịu sự điều tiết của luật thuế giá trị gia tăng. Đó là hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế. Cho nên tiền thuế của nó về mặt toán học thì nó sẽ bằng không, bằng không đồng các bạn nhé, nó bằng không, nó bằng không đó. Qua cái hàng hóa dịch vụ bán ra không kê khai, không nộp thuế thì bản chất của những hàng hóa này là chịu thuế giá trị gia tăng các bạn nha, chịu thuế giá trị gia tăng, nhưng ở một cái khâu lưu thông nào đó nhà nước chưa thu tiền thuế. À, hàng hóa trong cái giai đoạn này nè là nó chịu thuế, bản chất của nó là chịu VAT, nhưng mà ở trong cái khâu lưu thông nhà nước chưa thu, nhà nước chưa chưa thu ha, chưa thu VAT ở trong cái giai đoạn lưu thông này, mà nhà nước sẽ thu lại ở cái khâu tiêu dùng, ở khâu tiêu dùng phía sau đó. Phía sau bản chất của nó như là như vậy các bạn, nó vẫn chịu thuế, thằng 0% vẫn chịu thuế, thì hai thằng này nó vẫn chịu thuế giá trị gia tăng, bản chất nó lại vẫn chịu thuế giá trị gia tăng, nên nó chịu sự điều tiết của luật thuế giá trị gia tăng. Thì tiền thuế giá trị gia tăng ở đây nó cũng là không xác định, không kê khai, không nộp thuế, thì tiền thuế của nó ở đây nó vẫn là không xác định. Nhưng mà về mặt toán học thì các bạn nhìn vô, khi chúng ta áp dụng để chúng ta kê khai thuế thì tiền thuế nó cũng là một cái giá trị bằng không. Thì nói nôm na đây là cái điểm giống nhau, điểm giống nhau của nó các bạn, tương đối giống nhau thôi, đây giống nhau tương đối thôi. Đó, tương đối thôi các bạn nha, chứ không phải là số tuyệt đối đâu ha. Về mặt kê khai thuế thì nó hoàn toàn giống nhau, bởi vì nó không có cái thuế đầu ra, nói nôm na là tiền thuế đầu ra bằng không. Ai nắm được cái điểm đến đây rồi thì hãy comment số 1 cho tôi ha, đó là điểm giống nhau.
Cho nên khi mà đi phỏng vấn mà người ta hỏi cái bài mà các bạn không biết là các bạn rất chắc luôn á, mà cái toán tổng hợp hay là cái toán thuế mà không nắm được chỗ nào là rất rất chắc rồi. Vì đây là điều rất là quan trọng và rất mà khá là cơ bản đối với cái toán thuế. Rồi nó có khác nhau ở chỗ VAT đầu đầu vào ha. VAT đầu vào. Thì nếu mà tôi kinh doanh cái sản phẩm đầu ra mà không chịu thuế thì đầu vào có được khấu trừ hay không? Đầu vào tương ứng có được khấu trừ không nè? À, chắc chắn là sẽ không không được khấu trừ các bạn ha. Không được khấu trừ. Có bạn hỏi là cái chỗ này là cái gì? Cái chỗ này chính là cái chỉ tiêu 32A này em. Nha. Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế này ha. Hàng hóa dịch vụ bán ra không tính thuế đó, không tính thuế, không nộp thuế đó, và theo cái ký hiệu của nhà nước, ký hiệu của cơ quan thuế, thì về mặt thuế suất nó có những cái ký hiệu như sau. À, thì gửi cho các bạn xem luôn. Ký hiệu về thuế suất theo quy định ha. Đây, chúng ta có những cái mức thuế suất theo quy định của nhà nước tại quyết định số 1450 năm 2021 ha, của Tổng cục Thuế ban hành. À, không kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng ở đây các bạn ha. Đây là ký hiệu ở cái chỉ tiêu 32A. Đây về mặt thuế suất ha, quy định về mặt thuế suất. Rồi như vậy thì đầu ra không chịu thuế thì đầu vào sẽ không được khấu khấu trừ. Còn nếu mà tôi kinh doanh cái sản phẩm đầu ra mà 0% khi tôi xuất khẩu thì đầu vào nó có được khấu trừ không? Có được khấu trừ không các bạn? Đầu ra không chịu thuế thì đầu vào có được khấu trừ không? À, đầu 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 ra 0% thì đầu vào sẽ được khấu khấu trừ các bạn ha, được khấu trừ. Còn cái chỗ này thì sao nè? Cái chỗ này thì sao? Đầu ra mà không kê khai nộp thuế thì đầu vào có được khấu trừ không? À, chỗ này nè, phải xác định cái chỗ này nè. Cho đúng nè. Hai chỗ này thì nó dễ rồi đúng không? Còn cái chỗ này nè, có chịu thuế không? Cái chỗ này có được khấu trừ đầu vào không? Nếu mà tôi bán ra, tôi xuất hóa đơn đầu ra là không kê khai nộp thuế thì đầu vào của tôi có được khấu trừ không? Được khấu trừ hay không các bạn? Các bạn cứ trả lời thoải mái, đúng sai nó không quan trọng. Quan trọng là nó sẽ giúp các bạn nhớ được lâu, lâu hơn. Thì bản chất ở trên này là gì? Lúc nãy tôi đã nói rồi, bản chất ở này là nó chịu thuế giá trị gia tăng. Nhưng mà ở trong cái khâu lưu thông này nhà nước chưa thu, mà nhà nước sẽ thu ở cái khâu tiêu dùng phía sau. Đúng không? Cho nên chỗ này vẫn sẽ được khấu trừ. Vẫn sẽ được khấu trừ ha. Đó. Cho nên các bạn sẽ thấy nè, giữa hai cái trường hợp này thì nó giống giống nhau, tức là 0% và không kê khai thuế nó có cái sự giống giống nhau. Còn riêng thằng này là khác nhau một trời một vực luôn, không có điểm gì giống nhau với hai cái mức thuế suất còn còn lại cả. Đây là điểm khác khác nhau và giống nhau đó. Ông này khác hai ông này, hai thuế suất này giống nhau. Đó là cái bản chất chỗ này. Nếu chúng ta không hiểu được chỗ nào, chúng ta kê khai thuế có sẽ sai và xuất hóa đơn cũng sẽ sai sai. Vậy thì tôi sẽ lấy cho các bạn một cái tình huống rất là điển hình. Điển hình nhất trong cái trường hợp này mà chúng ta thường gặp đó là lĩnh vực nông nghiệp. À, lĩnh vực nông nghiệp ha. Cần lấy ví dụ cụ thể không? Hay là các bạn tự cái này các bạn cũng có thể hiểu được mà. Có cần lấy ví dụ cụ thể cho các bạn không, hay là đến đây là các bạn sẽ hiểu được thôi. Đây cái ví dụ nhỏ nhỏ nghe thầy ha, tại lấy ví dụ ra thì phải diễn giải cho nó dài vào nó
mất thời gian luôn các bạn. Tôi lấy ví dụ đi ha, ví dụ đây là một cái công ty nông nghiệp đi ha, nông nghiệp, công ty nông nghiệp các bạn ha, tôi gọi là công ty A đi ha, công ty nông nghiệp A, nó trực tiếp nó sản xuất, nó trồng trọt, trồng rau củ quả, nó bán ra rau củ ha, rau củ quả tươi á, chưa qua chế biến các bạn ha, tươi chưa qua chế biến, và nó ký hợp đồng với một cái công ty thương mại B, thương mại B đó, nó bán hàng cho cái công ty B. Như vậy thì cái chỗ này thuế suất sẽ là bao nhiêu các bạn? Công ty A sẽ xuất hóa đơn cho công ty B với thuế suất là bao nhiêu phần trăm? Thuế suất bao nhiêu phần trăm? Thuế suất bao nhiêu phần trăm này? Chỗ này thuế suất bao nhiêu phần trăm? Công ty A trồng rau củ quả xong bán lại cho công ty B, công ty thương mại B, để công ty thương mại B bán lại, thì chỗ này là mấy phần trăm? Chỗ này sẽ là không chịu, không chịu thuế này. Lý do tại sao chỗ này nó lại không chịu thuế? Bởi vì ở đây theo thông tư 2/219 quy định ha. Thứ nhất là do ông A này nè, là ông trực tiếp trồng trọt bán ra. Ông trực tiếp ông bán ra ở khâu thương mại, ở khâu thương mại ha. Thứ hai nữa đó là cái hàng này chưa qua chế biến, chưa qua chế biến các bạn ha, cái hàng nông nghiệp nè, hàng nông nghiệp chưa qua chế biến à. Với hai lý do này thì chỗ này sẽ xuất hóa đơn là không, không chịu thuế, không chịu thuế ha. Rồi bây giờ công ty thương mại B á, nó sẽ bán lại cho một cái công ty thương mại C. Thương mại C nó ký hợp đồng bạn mua lại của các công ty B. Như vậy chỗ này sẽ xuất hóa đơn là mấy phần trăm? Chỗ này xuất hóa đơn B sẽ xuất hóa đơn cho C là mấy phần trăm? B sẽ xuất cho C là mấy phần trăm này? Đã nói rồi, 0%, chỉ khi nào xuất khẩu thì mới 0%. Nó 0% ở đâu đây? 0% thì khi đã có xuất khẩu thì mới có 0%, chứ còn ở trong nước mà lấy đâu mà 0%. Năm phần trăm hay là không kê khai, không nộp thuế? Chỗ này nó sẽ có hai trường hợp xảy ra các bạn ha, lưu ý này. Nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu ha, nếu B và C đều kê khai VAT theo cái phương pháp khấu khấu trừ, thì chỗ này sẽ chính là cái trường hợp không kê khai nộp thuế đây. Đây là chính là cái trường hợp mà chúng ta nói ở trên đây. Rồi, các bạn lưu ý ha. Trường hợp này nếu A và B và C đều kê khai thuế theo phương pháp giống nhau là khấu trừ, thì B sẽ xuất hóa đơn cho C là không kê khai nộp thuế. Trường hợp khác còn lại ha, những cái trường hợp khác là còn lại đó, thì sẽ là 5%. Nên các bạn lưu ý chỗ này ha. Đây là cái trường hợp điển hình nhất cho cái trường hợp không kê khai, không nộp thuế. Được chưa? Rồi tôi hỏi tiếp nữa ha. Ai hiểu ở chỗ này rồi hãy comment ok giúp mình nè. Cho nên khi hai công ty B và C bán hàng á, thì phải trên hợp đồng, trên mình phải biết được là hai bên kê khai thuế theo phương pháp nào, thể hiện ở trên hợp đồng. Và chắc chắn hơn nữa là mình sẽ xem cái tờ khai, hai bên sẽ có cái mẫu tờ khai lưu là theo hợp đồng, để ông B ông xuất hóa đơn cho C là không kê khai, không nộp thuế này. Chỗ này rất nhiều công ty B bị sai này các bạn ha. Chỗ này công ty B rất là nhiều công ty xuất hóa đơn cho các cái siêu thị đó hay bị sai, trong cái siêu thị người ta vẫn kê khai theo pháp, kê khai theo pháp khấu trừ.
Rồi như vậy thì ví dụ công ty C này nó về nó đi nó bán lẻ đi, nó bán cho bán lẻ cho khách hàng đi, ví dụ các siêu thị đó thì VAT sẽ là bao nhiêu các bạn? Bây giờ nó đi về nó bán cho khách hàng, bán lẻ cho khách hàng thì VAT là bao nhiêu, nó xuất hóa đơn là bao nhiêu, ví dụ cuối mỗi ngày nó xuất hóa đơn là bao nhiêu nè, mấy phần trăm? Chỗ này mấy phần trăm, chỗ này cũng sẽ là 5 5%. Rồi sau khi giải thích xong có ai phát hiện là mình đã làm sai không, đã và đang làm sai không? À, đến đây qua thấy lớp mình có ai đã và đang làm sai không? Hoặc là siêu thị đến xuất có đơn sai cho mình. Cái trường hợp mà không kê khai không nộp thuế các bạn sẽ gặp trong lĩnh vực nông nghiệp rất là nhiều. Ví dụ ha, ví dụ à, ví dụ ha, à, công ty A này nó sản, ví dụ nó sản xuất gạo đi, hay nó làm ra gạo, cái xong nó bán cho cái ông B ha, ông B, cái ông này ông bán cho ông C, ông mua gạo về, ông C này nè, ông mua gạo về để ông sản xuất bún, để ông sản xuất bún, và ông B và ông C kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì chỗ này nó cũng sẽ là không kê khai không nộp thuế này các bạn. À, lưu ý ha, ở trong thông tư 219 đó, nó rất là rõ các bạn, nó có ví dụ luôn đó. Các trường hợp còn lại là kê khai thuế theo phương pháp khác nhau, bán cho hộ kinh doanh vân vân, tức là nhà nước phải thu thuế được ở cái khâu nào đó để vậy chứ không phải là không chịu thuế là ở chỗ nào cũng không chịu thuế đâu các bạn. Rồi ai chưa hiểu chỗ nào thì ai chưa hiểu thì hỏi, mà biết hỏi nha, chúng ta đi tiếp qua những cái phần nội dung sau. Rồi chúng ta đi qua chỉ tiêu 37 và 38 ha. Bạn hỏi thì chỉ tiêu 37 mình sẽ nói về chỉ tiêu 37 và chỉ tiêu 38. Các bạn lưu ý cho mình đó. Thì đối với phần mà kê khai bổ sung á thì nó các bạn phải học khoảng mất một ngày thì nó mới hết được, cho nên trong buổi hôm nay thì mình sẽ không có nói về kê khai bổ sung. Tuy nhiên á, thì mình sẽ nói về các cái trường hợp có thể xảy ra các cái chỉ tiêu 37 và 38 là những trường hợp nào. À, thứ nhất á, là trong kỳ ha, trong kỳ nè, à, mình thực hiện kê khai bổ sung tờ khai của các kỳ kỳ trước và nó có ảnh hưởng ha, có ảnh hưởng tăng hoặc là giảm VAT còn được khấu trừ của kỳ hiện tại đó. Có ảnh hưởng thì nó mới phát sinh cái chỉ tiêu 37 hoặc là 38, còn nếu mà không có kê khai bổ sung mà không có phát sinh á, không có ảnh hưởng á, thì chỉ tiêu 37 và 38 nó cũng sẽ không có phát sinh. Tôi ví dụ ha, tôi ví dụ như thế nào gọi là có ảnh hưởng và như thế nào gọi là không có ảnh hưởng ha. Ví dụ quý 3 thì cái chỉ tiêu 40 của tôi nó bằng 6 triệu. Sau đó tôi kê khai chỉ bổ sung thì chỉ tiêu 40 của tôi nó bằng 8 8 triệu. Mà chỉ tiêu 40 ở đây á là phát sinh số thuế phải nộp, không có còn được khấu trừ. Như vậy thì khi tôi kê khai bổ sung như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đến tờ khai quý 4 không? Có ảnh hưởng tờ khai quý 4 các bạn. Khi tôi kê khai bổ sung quý 3 này, tờ khai chính thức và tờ khai bổ sung như thế này thì ở trong quý 4 tôi kê khai bổ sung thì bây giờ nó có ảnh hưởng đến quý 4 không? Có ảnh hưởng gì đến quý 4 không? 40 là phát sinh phải nộp. Ảnh hưởng thế nào? Ảnh hưởng kiểu gì? Ảnh hưởng thế nào mà có, giải thích nghe thế nè. À, Vũ Hồng Hạnh, ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng kiểu gì nói nghe.
Có hay không có các bạn? Tờ khai chính thức 40 bằng 6 triệu, tờ khai bổ sung 40 bằng 8 triệu, như vậy có ảnh hưởng đến quý 4 không? Hỏi lại coi, coi thử nó có ảnh hưởng đến quý 4 không? Nó ảnh hưởng gì, nó có phát sinh chỉ tiêu 37, 38 không? Quý 4 không? Nó không ảnh hưởng gì đến cái quý 4 cả. Vì đây nó tăng cái số thuế phải phải nộp. Trường hợp này không ảnh hưởng đến quý 4. Đúng không? Nên nó không phát sinh chỉ tiêu 37 hoặc là 38. Yeah. Ở trên tờ khai quý 4. Trong trường hợp này, quý 4 không ảnh hưởng gì cả. Nên sẽ không có phát sinh chỉ tiêu 37 và 38. Trường hợp khác á, lấy một thêm một ví dụ nữa. Bây giờ chỉ tiêu 40 á, tờ khai chính thức bằng 6 triệu, tờ khai bổ sung 40 nó bằng 3 triệu. Trong trường hợp này có ảnh hưởng gì không? Trong trường hợp này có ảnh hưởng gì không? Có ảnh hưởng gì không các bạn? Trường hợp thứ hai có ảnh hưởng gì không? Có phát sinh chi tiêu 37, 38 không? Đó. Trường hợp này có phát sinh chi tiêu 37, 38 không? Nhanh nhanh lên comment nhanh luôn. Chứ các bạn học các bạn không tương tác là tôi cũng mất năng lượng lắm. Không muốn chia sẻ nhiều. Vì không biết các bạn có đang nghe không? Có hay không? Có phát sinh chi tiêu 37, 38 không? Trường hợp này á, nó dẫn đến cái chuyện gì, nó dẫn đến vấn đề vậy nè. Mình nộp thừa, thừa thuế. Nộp thừa các bạn ha. Và nó cũng sẽ không, cái tờ khai của quý 4 cũng sẽ không phát sinh chỉ tiêu 37 và 38 đó các bạn nha. Không phát sinh chỉ tiêu 37 và 38. Nộp thừa thì chúng ta sẽ tự bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ sau. Bù trừ với số phải nộp của các kỳ kỳ sau. Chứ không đưa vào chỉ tiêu 38 hay là chỉ tiêu 37 đâu các bạn ha. Không đưa vào chỉ tiêu 38 của quý 4 đâu. Được chưa? Ai rõ chỗ này là comment ok giúp tôi ha. Đấy. Thì như vậy thì khi nào lại có ảnh hưởng? Khi nào là có ảnh hưởng? Khi mà cái tờ khai chính thức của chúng ta nó có số dư, nó có phát sinh ở chỉ tiêu nào? À, khi mà cái tờ khai chính thức của chúng ta nè, nó có phát sinh ở chỉ tiêu nào các bạn? Thì thường nó sẽ có ảnh hưởng. À, khi tờ khai chính thức của chúng ta, cái tờ khai mà bị kê khai bổ sung á, nó có phát sinh ở chi tiêu nào nè, thì khi chúng ta kê khai bổ sung nó sẽ ảnh hưởng đến cái tờ khai của kỳ hiện tại. À, tờ khai chính thức mà có cái chỉ tiêu 43 lớn hơn không, đúng không nào các bạn? Chắc là một cách mà dễ để mà chúng ta nhận diện á, dễ để chúng ta nhận diện là trên cái tờ khai chính thức của chúng ta có chỉ tiêu 43 nó lớn hơn không, thì khi kê khai bổ sung thì khả năng nó sẽ phát sinh cái chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai của kỳ hiện tại. Đó là cách mà chúng ta nhận diện khi chúng ta kê khai bổ sung. Được chưa? Ai hiểu chỗ này là hãy comment số 9 ha. Đó. Tức là cái mẹo để mình nhận diện được nó có ảnh hưởng đến cái chỉ tiêu 37 và 38 của kỳ hiện tại hay là không. Thì nếu mà cái tờ khai chính thức của chúng ta ở các kỳ trước, chỉ tiêu 43 của chúng ta đó, tờ khai chính thức nè, mà cái chỉ tiêu 43 của chúng ta lớn hơn không á, thì khi mà chúng ta kê khai bổ sung đó, thì cái khả năng rằng cái khả năng rất là cao ha, khả năng nó sẽ dẫn đến phát sinh cái chỉ tiêu 37 và 38 của cái kỳ của tờ khai kỳ hiện tại. Cái kỳ hiện tại là cái kỳ mà chúng ta thực hiện kê khai bổ sung đó. Đó. Lưu ý ha.
Khi nhắc lại ha, khi cái tờ khai chính thức mà cái chỉ tiêu 43 chúng ta lớn hơn không, sau đó chúng ta đi kê khai bổ sung thì khả năng lớn hầu như là nó sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu 37 và 38 của cái tờ khai của kỳ hiện tại. Đó, lúc đó tờ khai 43 nó lúc đó chỉ tiêu cái kỳ hiện tại chúng ta nó sẽ phát sinh chỉ tiêu 37 và 38. Ai hiểu chỗ này rồi hãy comment số 9 nè. Bạn nào có đang tham gia học thì comment số 9 nè, để được xem thử bạn nào mà không tương tác nè thì tôi sẽ cho ra khỏi lớp hết đi. Ở trong này chặt chỗ ha. Học mà không tương tác thì học làm gì? Chắc hôm sau mình rút kinh nghiệm mình sẽ cài cài đặt. Sau 3 câu hỏi mà không tương tác thì phần mềm nó sẽ cho các bạn ra khỏi lớp. Mình học thì mình phải tương tác với người đối diện. Vì các bạn tương tác thì các bạn mới nhớ được lâu được. Và đó cũng là cách mà mình thể hiện cái sự tôn trọng đối với cái người đang chia sẻ cho các bạn. Rồi cái thứ hai nữa ha, cái thứ hai nữa mà các bạn sẽ thường xuyên nó sẽ phát sinh chi tiêu 37 và 38 khi mà chúng ta điều chỉnh ha. Điều chỉnh tăng hoặc là giảm theo cái quyết định của cơ quan thuế ha. Theo quyết định của cơ quan thuế. Đó. Tức là ví dụ như các bạn sẽ thấy nè, khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế sau đó họ yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm hoặc là tăng cái thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ các bạn ha. Cái mục thứ ba nữa đó đó là gì, chỉ tiêu 37 hoặc là 38 nó sẽ phát sinh khi chúng ta phân bổ lại VAT đầu vào dùng chung, đầu vào dùng chung ha. Khi chúng ta phân bổ lại VAT đầu vào dùng dùng chung tại cái thời điểm cuối năm, tại cái tờ khai cuối cuối năm đó. Có nghĩa là ở cái mục số 3 này các bạn, ở trong cái mục số 3 này đó là trong mỗi kỳ kê khai thì chúng ta sẽ tạm tạm thời chúng ta sẽ phân bổ theo tỷ lệ phần trăm ở của doanh thu của từng kỳ. Chỗ lúc nãy chúng ta tính ra rồi đây à. Cái doanh thu này là chúng ta tạm phân bổ theo doanh thu ở trong kỳ. À, trong kỳ là chúng ta sẽ tạm phân bổ, đến cuối năm chúng ta sẽ phân bổ lại theo cái doanh thu của cả một năm trong kỳ ha. Chỗ này là trong kỳ này chúng ta sẽ tạm thời phân bổ theo doanh thu của từng kỳ, doanh thu từng kỳ kê khai đó đó. Rồi sau đó đến cái kỳ kê khai cuối cùng của cái năm đó đó, ví dụ kê khai theo tháng 12 hoặc là quý 4 cái cuối năm chúng ta phân bổ lại cái tờ khai cuối cuối năm đó. Chúng ta sẽ phân bổ lại theo doanh thu của cả năm. Lúc đó VAT được khấu trừ nó sẽ tăng lên hoặc là nó giảm. Đó. Đối với cái VAT đầu vào dùng chung thì nhớ cho tôi ha, VAT đầu vào dùng chung thì trong kỳ chúng ta sẽ tạm phân bổ theo doanh thu của từng kỳ kê khai. Đến cuối năm chúng ta sẽ phân bổ lại theo doanh thu của cả năm. Lúc đó sẽ phát sinh cái sự chênh lệch giữa các tờ khai ở trong kỳ với cái phân bổ lại thì cái phần tăng giảm chúng ta sẽ điều chỉnh vào chỉ tiêu 35 37 hoặc là 38. Thì đây là ba cái trường hợp điển hình mà nó sẽ phát sinh liên quan đến chỉ tiêu 37 và 38. Ai hiểu được ba trường hợp điển hình này rồi thì hãy comment số 3 giúp mình ha. Xong rồi chúng ta sẽ đi qua chỉ tiêu 39. 39 thì một đây cũng là một cái chỉ tiêu mới của thông tư 80, thì cái này mình cũng sẽ nói trên cái phần lý thuyết thôi. Ví dụ ha, mình có một cái chi nhánh hạch toán phụ thuộc, mình đã kê khai thuế riêng. Bây giờ mình cái chi nhánh mình giải thể thì cái thuế mà còn được khấu trừ của chi nhánh sẽ được chuyển về trụ sở chính để chúng ta điền vào chi tiêu 39 để chúng ta tiếp tục được khấu trừ. Chi tiêu 39 ha, đó là VAT còn được khấu trừ, VAT còn được khấu trừ. Của chi nhánh phụ thuộc, của chi nhánh phụ thuộc à. VAT còn được khấu trừ của chi nhánh
được khấu trừ của chi nhánh phụ thuộc. Khi giải thể chi nhánh phụ thuộc này, khi giải thể chi nhánh phụ thuộc đó. Ví dụ mình có một cái chi nhánh phụ thuộc ở ở Bình Dương mà chi nhánh này bây giờ mình giải thể, mình không có hoạt động nữa, thì cái tiền thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ ở chi nhánh chúng ta được chuyển về ở trụ sở chính và chúng ta điền vào chi tiêu 39 để chúng ta tiếp tục được khấu trừ. Được chưa? Rồi ai hiểu đến 39 rồi hãy comment số 39 giúp mình ha. Chúng ta đi qua cái phần ở bên bên dưới. Phần chỉ tiêu 40A. 40A mà lớn hơn 0 á là sẽ phát sinh cái số thuế phải phải nộp ha. 78.127 của năm 1478 trong lịch Gregorian. Đó, thì chúng ta sẽ phát sinh cái VAT phải phải nộp, phải nộp từ cái hoạt động kinh doanh của mình. Chỉ tiêu 40A mà lớn hơn 0 thì phát sinh cái số phải nộp từ cái hoạt động kinh doanh ở trong kỳ, có nghĩa là cái đầu ra của chúng ta này ha, cái đầu ra của chúng ta ở đây nó lớn hơn cái VAT đầu vào ở chỉ tiêu 22 và ở chỉ tiêu 25 cũng như là cái chỉ tiêu 337 giảm nè. Rồi chỉ tiêu 39 nè. Đó. Thì mà cho nên là chỉ tiêu 40A mà nó lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ phát sinh cái số thuế phải phải nộp từ cái hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp mà nếu như công ty của mình vừa có hoạt động kinh doanh, vừa có dự án đầu tư mà chúng ta kê khai trên cái tờ khai 02 đó các bạn. Trên cái tờ khai 02 của mình. À, đây là cùng cùng tỉnh nè, chúng ta kê khai cùng tỉnh ha. Hoặc là kê khai ở trụ sở luôn. Đó. Cùng tỉnh ha. Chúng ta kê khai ở cùng tỉnh. Cái dự án của chúng ta nó ở cùng tỉnh ha. Hoặc là cái dự án đó chúng ta kê khai riêng nhưng mà chúng ta kê khai ở trụ sở luôn, chúng ta kê không có kê khai chúng ta chưa có không có kê khai ở khác tỉnh đó, thì trên cái tờ khai 02 này mình sẽ lấy cái phần thuế trên tờ khai 02 ở chỉ tiêu 28A chúng ta bù trừ 28A chúng ta điền vào đây 28A của cái tờ khai 02 này. Đây. Trên cái tờ khai 02 này này các bạn xem cho tôi cái chỉ tiêu 28A này nè. Đó là thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh. Có nghĩa là trước khi mình hoàn thuế thì mình sẽ lấy cái phần thuế chưa được hoàn này bù trừ với cái thuế phải nộp. Tôi ví dụ ha. Ví dụ như ở đây mình phải nộp là 100 triệu. 100 triệu ha. Chỗ này tôi ví dụ tôi phải nộp là 100 triệu đi. Ví dụ như vậy ha. Ví dụ là mình phải nộp 100 triệu. Nhưng mà trên cái tờ khai này mình đang còn được hoàn thuế, mình còn đang được khấu trừ là 600 triệu. Như vậy trước khi tôi làm hồ sơ hoàn thuế ở trong kỳ này, tôi sẽ lấy ở đây ra 100 triệu để tôi bù trừ vô với cái tờ khai này 100 triệu. Để nó không phát sinh số thuế phải nộp nữa. Bây giờ nó sẽ không phát sinh số thuế phải nộp nữa. Và khi tôi làm hồ sơ hoàn thuế thì tôi chỉ còn được hoàn thuế trên này là 500 triệu thôi. Đó. Là cách chúng ta bù trừ. Như vậy thì các bạn hãy comment xuống cho tôi cái chỗ này ha. Comment xuống. 40B bằng 28A cho nó nhớ. Các bạn nha. 40B bằng 28A. Các bạn comment như thế này để các bạn nhớ ở chỉ tiêu 40B. Được chưa? 28A là của tờ khai 02. Comment xuống như vậy để các bạn nhớ được lâu ha. Chúng ta đi qua cái chỉ tiêu 41. Chỉ tiêu 41 mà lớn hơn 0 á thì chúng ta còn được khấu trừ. Còn được khấu trừ ha. Còn được khấu trừ.
Sếp vui vẻ không được, không được cấu trừ ha. Tôi ví dụ như chỉ tiêu 41 của mình ha. 41 của mình ví dụ như còn là 600 triệu đi ha, 600 triệu. Đó. Mà trong kỳ tôi có làm hồ sơ hoàn thuế, tức là trong kỳ tôi đã nộp làm cái công văn và hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Hoàn thuế ha. Ví dụ là trong cái trường hợp là tôi hoàn thuế đối với doanh thu xuất khẩu chẳng hạn, doanh thu xuất khẩu. Doanh thu xuất khẩu. Đó. Và tôi đề nghị hoàn thuế với cái số tiền thuế là 500 triệu chẳng hạn. Đang ví dụ nha. Đó. Tôi đã nộp hồ sơ hoàn thuế rồi. Như vậy thì ở đây còn được khấu trừ là 100 triệu. 100 triệu này tôi sẽ chuyển sang chỉ tiêu 22 của kỳ kỳ sau. Đó. Như vậy thì các bạn lưu ý cho tôi, chỉ tiêu 42A là cái số thuế giá trị gia tăng mà chúng ta đề nghị hoàn ở trong kỳ. Hoàn ở đây là hoàn đối với doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Được chưa? Rồi, ai hiểu đến chỉ tiêu 43 rồi hãy comment chỉ tiêu 43 giúp mình ha. Còn chưa hiểu chi tiêu nào thì hỏi đi ha, trước khi mình đi qua cái phần tiếp theo. Học nữa không? Hay là đói bụng rồi nghỉ? Rồi bao nhiêu người sẽ tiếp tục học nữa nè. Hãy comment số 8 giúp mình ha. Chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai là phân bổ thuế giá trị gia tăng ha. Phân bổ thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Phân bổ thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Thì ở đây nó có một số điểm như sau cần phải lưu ý theo thông tư 80 ha. Thông kê theo thông tư 80 các bạn nhé. Thứ nhất á, thì chi nhánh hạch toán phụ thuộc ha. Hạch toán độc lập thì không phải nói rồi, cái đương nhiên là phải kê khai riêng rồi các bạn nha. Không nói ha. Chi nhánh phụ thuộc. Thì nếu mà chi nhánh phụ thuộc này có sử dụng hóa đơn bán hàng riêng thì đương nhiên là phải kê khai thuế riêng. Nếu có sử dụng hóa đơn bán hàng riêng thì đương nhiên là phải kê khai riêng các bạn nha, tức là kê khai ở đây là khác tỉnh các bạn nha, khác tỉnh thì mới kê khai riêng với cùng tỉnh thì không nói rồi, khác tỉnh ha. Khác tỉnh. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh. Nếu mà có sử dụng hóa đơn bán hàng riêng thì phải kê khai riêng ở cái chi nhánh phụ thuộc đó, ở tỉnh đó. Ở cái chi cục thuế mà quản lý chi nhánh đó các bạn ha. Cơ quan thuế quản lý chi nhánh. Nếu có sử dụng hóa đơn riêng. Được chưa? Trong trường hợp nếu không có sử dụng hóa đơn riêng thì sẽ như thế nào? Thì khi nào không có sử dụng hóa đơn riêng, không có sử dụng hóa đơn riêng ha, thì sẽ phân bổ thuế như thế nào? Đó. Phân bổ thuế trong trường hợp nào? Nếu không có sử dụng hóa đơn riêng thì chúng ta sẽ phân bổ trong cái trường hợp là đối với cơ sở sản xuất kinh doanh các bạn ha. Phân bổ nếu là cái cơ sở, nếu là cơ sở sản xuất các bạn ha. Còn nếu thương mại thì có phân bổ không? Nếu chỉ là đó là một chi nhánh thương mại thôi thì có phân bổ không? Không phân bổ các bạn ạ. Nếu chỉ là chi nhánh để bán hàng thôi thì không phân bổ. Thương mại thì không phân bổ. Không phân bổ gì cả.
thương mại thì không phân bổ. Đấy, các bạn sẽ mở lên cái đây cái tờ khai 06 rồi các bạn ha. Cái phụ lục 06. 06 đây. Đây phụ lục để chúng ta phân bổ đây ha. Thì trên này nó nói rất là rõ này các bạn ha. Đây. Số thuế phải nộp của cơ sở sản xuất nha, cơ sở sản xuất các bạn nha. Có nghĩa là ví dụ như mình có một cái nhà máy, mình công ty của mình ở Hồ Chí Minh, nhưng mình có một cái nhà máy sản xuất ở Long An. Được chưa nào? Ở Long An. Mà ở Long An này thì không có thực hiện bán hàng, không có sử dụng cái hóa đơn để bán hàng ra. Như vậy, chúng ta sẽ phải phân bổ thuế giá trị gia tăng cho cái cho ở Long An. Ở Long An các bạn ha. Đó. Cho nên trên này chúng ta sẽ có cái phần để chúng ta cái tiêu thức để chúng ta phân bổ, đó là chúng ta phải theo dõi cái sản phẩm, cái doanh thu sản phẩm nè. Doanh thu sản phẩm nè, sản xuất ra ở từng cái cơ sở. Ví dụ như cái cơ sở sản xuất cái xưởng ở Long An là tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm, cái xưởng sản xuất ở Bình Dương là tiêu thụ sản là của là bao nhiêu sản phẩm, cái doanh thu của từng cái cơ sở sản xuất ra là bao nhiêu. Ở chúng ta phải theo dõi trên cái nội bộ của chúng ta, từ đó chúng ta sẽ nhập vào đây thì phần mềm nó sẽ tính ra cho mình cái số thuế phải nộp của từng cái cơ sở các bạn ha. Đây là mã số thuế của từng cái cơ sở, chúng ta có bao nhiêu cái cơ sở sản xuất thì chúng ta điền vào đây, và chúng ta điền cái doanh số bán hàng của từng từ cái hàng của từng từng cái cơ sở sản xuất ra bao nhiêu để chúng ta phân bổ cho từng cái nơi, từng cái chi nhánh mà chúng ta có cái cơ sở sản xuất. Việc này nó liên quan đến cái việc quản lý nội bộ doanh số bán ra từ cái hàng hóa sản xuất ra của từng cái xưởng. Tôi ví dụ ha. Ví dụ ở đây mình tổng doanh thu của mình ha, tổng doanh thu của mình ví dụ như là 1 tỷ đi. Nói nhỏ nhỏ cho nó dễ dễ nhớ đi ha, ví dụ như 10 triệu đi. Các bạn dễ hình dung. Trong đó ví dụ như là có cái xưởng sản xuất. Ví dụ xưởng xưởng A. Doanh số bán ra của cái xưởng A từ cái sản phẩm của xưởng A này. Sản phẩm của xưởng A ha, bán ra nó đạt cái doanh số ví dụ như là 6 triệu. 6 triệu ha. Và hàng hóa ở đây á là chịu thuế, ví dụ như nó có là một loại 5%. Rồi ví dụ như xưởng có một cái loại sản phẩm là ví dụ như 2 triệu. 2 triệu là 10%. Đó. Rồi ví dụ như xưởng B ở khác tỉnh ha, ở khác tỉnh. Ví dụ ở đây nó có là còn lại 1 triệu. 1 triệu, 2 triệu, tất cả là 10, 10 triệu. Ở đây là 5% và 10%. 5% và 10% chẳng hạn. Đó. Thì lúc này chúng ta phải nhập vào ở đây hai cái dòng, đó là cái xưởng sản xuất A và xưởng sản xuất B. Doanh số ở đây là 6 triệu vào cái cột số 14 ở đây và 2 triệu vào cột số 15. Rồi xưởng sản xuất B tương tự như vậy để phần mềm nó tính ra và nó phân bổ cho từng cái xưởng sản xuất này. Và chúng ta phải nộp thuế cho cái cơ quan thuế mà quản lý cái xưởng này. Đó là cách mà chúng ta phân bổ. Được chưa? Ai hiểu chỗ này rồi hãy comment số 8 giúp mình này ha. Đó là việc phân bổ thuế giá trị gia tăng cho các cái chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh. Ở đây á, là người ta phân bổ theo doanh thu, doanh số bán của từng cái chi nhánh. Nên cái việc thuế suất bao nhiêu á, nó không phải là nó không ảnh hưởng gì cả ở đây ha. Ở đây là ảnh hưởng nè, ở đây là có thuế suất 5%, 10% nè. Còn hiện tại bây giờ là tương ứng với 8% nè. Nếu 8% nếu mà được giảm thuế. Chúng ta nhớ là chúng ta làm thêm phụ lục 101 nếu được giảm thuế. Các bạn nhớ cho tôi là đối với cơ sở sản xuất thì chúng ta mới phân bổ nha, chứ còn đối với công ty thương mại thì không cần phải phân bổ. Và cho đó các bạn có thể đọc ở trong cái thông tư 880. Rồi cho tôi hỏi nè, bao nhiêu bạn muốn học để làm kế toán thuế để nhận làm dịch vụ, có thể cầm cầm bên giúp mình số 6 được không?
Tôi sẽ dành ra khoảng 15-20 phút để giới thiệu cái chương trình học cho các bạn, để các bạn có thể đồng hành với tôi trong vòng 3 năm. Học thì nhanh thôi, học thì trong vòng 4 tháng thôi, nhưng mà tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong vòng 3 năm. Chương trình mới chỉ dành cho những bạn đã học từ trung cấp kế toán trở lên, hoặc là học quản trị tài chính, tài chính ngân hàng, hoặc là quản trị kinh doanh. Vì hai ngành đó thì đã học qua cái cơ bản rồi, và họ có cái tư duy logic rất là tốt, họ học thì họ sẽ cần họ sẽ càng giỏi. Cái mục tiêu của mình ở trong chương trình 3X Accounting á, là sẽ giúp các bạn nhân ba được cái thu nhập của các bạn. Đó là mục tiêu của chương trình. Mình nhắc lại ha, chương trình 3X Accounting thì mục tiêu của chương trình này là giúp các bạn nhân ba được cái thu nhập của các bạn bằng những cách khác nhau. Thứ nhất là bằng cái công việc tốt hơn, các bạn phải trở thành một cái phiên bản mới, một cái vị trí cao hơn. Thứ hai là phát triển cái mảng dịch vụ kế toán để các bạn nhận các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ về để làm. Bằng hai cái phương án đó, bằng hai định hướng đó, các bạn sẽ có cái nguồn thu nhập cao hơn rất là nhiều, và nó tạo cho mình càng làm thì mình càng phát triển, mình càng làm thì mình càng có khách hàng. Đó mới là cách các bạn. Còn nếu chúng ta chỉ đi làm mà có một nguồn thu nhập duy nhất thôi, thì có khả năng chúng ta một lúc nào đó khi công ty khó khăn, chúng ta mất việc và chúng ta thất nghiệp. Đây là một câu chuyện ngắn. Vừa rồi có một bạn đó, năm nay là bạn 45, 46 tuổi rồi, lớn tuổi hơn cả mình. Các bạn mình năm nay mới 43 thôi, 43. Thì vừa rồi bạn có hỏi về chương trình 3X, thì bạn mới nói rằng trước đây bạn làm kế toán nội bộ cho một cái tập đoàn rất là lớn, và môi trường và thu nhập cực kỳ tốt. Bạn làm đó hơn cả chục năm nay, bạn không muốn thay đổi công việc. Và đến cái thời điểm dịch á, thì công ty đóng cửa. Và hết dịch rồi thì bạn không được đi xin việc được ở đâu cả, và thất nghiệp 2 năm trời. Vì ở cái lứa tuổi của bạn á, trước giờ bạn làm kế toán nội bộ, bây giờ đi xin làm kế toán tổng hợp thì cũng không được, xin làm kế toán thuế cũng không được, mà nhận về nhà làm thì cũng không biết làm, cũng không có biết đường đâu mà nhận, mày cũng đâu có làm được đâu mà nhận. Mà đi xin á, xin việc vì việc kế toán nội bộ á, thì người ta ưu tiên cho những người trẻ, vì người trẻ thì họ sẽ trả cái mức lương thấp hơn. Trên đây là một cái bài học ngắn, một câu chuyện ngắn đến các bạn, hãy rút kinh nghiệm, hãy tạo ra nhiều cái nguồn thu nhập. Thì cái chương trình này á, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để các bạn có thể làm được kế toán tổng hợp, trở thành một kế toán tổng hợp, từng bước để các bạn nhận các doanh nghiệp vừa và nhỏ về để các bạn làm, ngay cả khi các bạn chưa có kinh nghiệm. Bởi vì ai cũng có cái sự bắt đầu cả các bạn, chứ không có tự nhiên mà tôi có kinh nghiệm ngay lập tức được, đúng không nè? Nhưng mà quan trọng là làm thế nào để khi mà tôi chưa có kinh nghiệm, tôi vẫn xin được kế toán tổng hợp. Phải tạo ra cái sự khác biệt, đúng không nè? Bởi khi các bạn đi xin việc á, thứ nhất người ta yêu cầu bằng cấp, thứ hai là kinh nghiệm. Vậy thì bây giờ bằng cấp của mình là trung cấp, bằng cấp của mình là cao đẳng, mình chưa có kinh nghiệm thì làm cách nào để mình xin được kế toán tổng hợp? Thì chương trình này có thể giúp bạn làm được cái điều đó, nếu như các bạn học và làm theo những gì tôi hướng dẫn, giống như những cái khóa trước. Chương trình này sẽ đặc biệt dành cho các bạn đang làm kế toán nội bộ, các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, hoặc là các bạn đã học thực hành rồi mà trước giờ người ta chỉ dạy cho các bạn những cái kiến thức chung chung, học rồi mà không hiệu quả, hoặc là người ta không dạy cho các bạn cái kỹ năng nghề nghiệp, người ta không dạy, người ta chỉ dạy kiến thức cho các bạn thôi mà không dạy kỹ năng. Hoặc là các bạn đã học là kế toán nhưng các bạn đi làm trái ngành, thì đây là cái thời điểm tốt nhất để các bạn quay lại, các bạn học kế toán thuế. Đến khoảng tháng 2, tháng 3 năm 2024 thì đó là thời điểm tốt nhất để các bạn nhận các doanh nghiệp vừa và nhỏ về để làm. Trong cái nghề kế toán, anh chị em hay thường gặp gọi là mùa lúa đó các bạn. Cái mùa thu lúa là cái mùa mà quý 1. Bởi vì thời điểm đó rất là nhiều cái công ty người ta cần cái người làm quyết toán năm trong kỳ họ đã kê khai thuế rồi. Thứ hai nữa là họ cần cái người hướng dẫn để cho họ làm quyết toán thuế. Ví dụ như tôi thường á, thì trong cái quý đầu năm thì 3 tháng đó mình làm quyết toán năm cho các công ty á. Ví dụ như các năm trước, 2-3 năm trước, mà cái lúc mà chưa dịch á, thì một cái mùa quyết toán như vậy thì mình kiếm được khoảng gần 200 triệu trong vòng 3 tháng. Mình cài các bạn. Mình cài mình làm cho các công ty á. Thì nó kiếm khoảng 200 triệu trong vòng 3 tháng. Mức đó cũng ổn chứ hả? Mà chưa tôi như tôi cài như vậy là chưa bằng mấy anh chị mà làm kiểm toán, chưa bằng mấy anh chị mà làm công ty dịch vụ kế toán các bạn, mà mình làm với cái cá nhân thôi.
Cái đây mình chia sẻ thật lòng để các bạn thấy được là cái tiềm năng của ngành là như thế nào. Nhiều khi các bạn không tin rằng là cái nghề kế toán này có thể kiếm 100 triệu một tháng. Chắc chắn nhiều người sẽ không tin được vì không hình dung được. Không tưởng tượng nổi luôn á. Rồi khóa học này sẽ không dành cho những người chưa từng học qua kế toán các bạn ha. Chưa từng học qua kế toán. Và khóa học này cũng không dành cho những người quá nôn nóng. Không có thời gian muốn giỏi nhanh chóng trong 1 2 tháng này không bao giờ giỏi được. Vì kiến thức trong chương trình nó rất là nhiều, các bạn cần phải học và phải thực hành. À, học với tôi là phải thực hành. Thì trong chương trình 7 các bạn sẽ được học tất cả những cái nội dung bên dưới đây nè. Nội dung thứ nhất là cái phần kỹ năng mềm. Đây là phần đặc biệt nhất nè. Đây là cái phần kỹ năng mềm sẽ giúp cho những người có bằng kế toán trung cấp nè. À, học trái ngành nè, à, không có kinh nghiệm nè, vẫn có thể ứng tuyển thành công vị trí kế toán trưởng, à, xin lỗi kế toán tổng tổng hợp, kế toán thuế nè, chưa có kinh nghiệm cũng có thể nhận các doanh nghiệp vừa và nhỏ về làm. Đây là phần kỹ năng người ta không dạy cho các bạn. Ở đây tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Chúng ta sẽ có 2 buổi nói về kỹ năng ứng tuyển, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết cái hồ sơ ứng tuyển như thế nào để mà khi các bạn chưa có kinh nghiệm á, thì các bạn nộp vào thì các công ty người ta sẽ gọi các bạn đi phỏng vấn, vẫn gọi các bạn đi phỏng vấn. Rồi cộng với kiến thức mà các bạn đã học ở trong cái phần chương trình này, các bạn sẽ có khả năng thành công rất là cao. Có 2 buổi liên biệt các bạn nha, và tôi sẽ là người đọc lại cái hồ sơ ứng tuyển của các bạn trước khi các bạn nộp cho nhà ứng tuyển, nhà cho doanh nghiệp. Thì tôi sẽ là người đọc các cái hồ sơ ứng tuyển của học viên, tức là tôi sẽ hướng dẫn viết xong á, và sẽ viết theo cái cách viết của học viên 3X, nó khác biệt hoàn toàn những cái hồ sơ khác các bạn. Cho nên học viên 3X họ đậu rất là cao, cái tỷ lệ mà họ gọi được đi phỏng vấn ít nhất là khoảng 70 đến 80%. Ví dụ nộp vô 10 công ty thì có khoảng 7 đến 8 10 công 8 công ty gọi đi phỏng vấn rồi. Để nâng cao khả năng thành công. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách tìm và nhận các doanh nghiệp vừa và nhỏ về để làm, ngay cả khi các bạn chưa có kinh nghiệm. Đây là điều đặc biệt nhất nha, mình nói trước nha, cho dù các bạn chưa từng có kinh nghiệm thì các bạn cũng có thể nhận các doanh nghiệp vừa và nhỏ về để làm dưới cái sự hướng dẫn của tôi và cái sự hỗ trợ của tôi. Các bạn chỉ cần học và làm theo những gì tôi hướng dẫn, kiên trì làm theo những gì tôi hướng dẫn thì các bạn sẽ có những kết quả rất là khác biệt. Các bạn thấy không nè, à, bạn Nguyễn Quyền ở La Ghi, ở La Ghi Bình Thuận, à, ngày 23 tháng 8 vừa rồi báo á, à nè, bạn đã vừa nhận được một công ty cổ phần nhà hàng. À, cái CV của bạn á, được đánh giá là ấn tượng nhất trong những cái CV mà người ta nộp. Nhiều người rất là hờ hững với cái CV, lên trên mạng tải các cái hồ sơ mẫu về làm y trên mạng. Một cái hồ sơ mà nộp 9-10 công ty y như trang như nhau, công ty nào cũng giống công ty nào cả. Không nè, các bạn có hình dung được là nè, cái hồ sơ ứng tuyển của mình đó nó thể hiện cái con người mình ở ở trong đó. Nhà tuyển dụng sẽ nhìn cái CV đó để đánh giá cái tính cách của các bạn, cái tư duy của các bạn như thế nào, bạn là người có chuẩn chạc, có tỉ mỉ hay là không, là nó thể hiện hết ở trên CV, cái CV ứng tuyển của các bạn. Chứ không, CV không có đơn giản như nhiều người nghĩ đâu, cứ lên trên mạng làm theo cái mẫu đại đi, rồi sau đó mình đi rải tắt hết cái doanh nghiệp này đến doanh nghiệp khác, rồi sau đó mình về nhà mình ngồi mình chờ. Làm như vậy thì chỉ có những cái công ty mà nó trả lương rất là thấp, yêu cầu rất là thấp, nó tuyển mình thôi, chứ ma nào mà tuyển mình vô để mình có cái lương lương cao được. Muốn có cái môi trường tốt thì mình phải có cái hồ sơ tốt. Không, ví dụ như đây bạn Quỳnh Ly nè, vừa rồi bạn Quỳnh Ly là ứng tuyển vô một cái tập tập đoàn sữa, một trong 3 cái công ty sữa lớn nhất Việt Nam, mới báo ngày 5 tháng 10 đó các bạn ha. Thì cái người mà bên HR đó, tức là cái bên cái bộ phận tuyển dụng đó, chỉ nói nè, đây là lần đầu tiên em được thấy cái CV như vậy, à như chị. Đây là cái CV khác biệt mà lần đầu tiên người ta thấy luôn đó các bạn. Không nè, đây là một cái tập đoàn sữa, một trong ba công ty sữa lớn nhất Việt Nam. Không, 3 công ty lớn nhất đó. Mà người ta đây là lần đầu tiên người ta thấy cái CV nó lạ như vậy. Và bạn Quỳnh Ly đã ứng tuyển thành công mà cái mức lương cho kế toán thanh toán nha. Đây là kế toán thanh toán thôi mà mức lương đã là trên 20 triệu rồi các bạn. Quỳnh Ly thì nhận 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 cũng khá nhiều công ty rồi. Quỳnh Ly là đang làm công ty
xây dựng, nhưng mà ông sếp ông chửi dữ quá, người sếp người ta công ty xây dựng thì các bạn biết nó hay bị nợ lương và người ta hay chửi, người ta dùng những cái từ rất là nặng nề, thì các bạn thấy là công ty xây dựng thì nó hay bị nợ lương đó, sẵn và đang cãi nhau với sếp nữa, bật lại sếp luôn. À, cho nên xin qua cái tập đoàn này làm và mức lương trên 20 triệu, trên là mức lương công ty cũ là 18 triệu. Bình Ly là 8 năm làm pha chế, người Bình Định. Đó. Cho nên cái hồ sơ ứng tuyển ấy, các bạn thấy là nó rất là quan trọng ha, rất là quan trọng. Ngay cả ví dụ như bạn Thu ở Thạch Thất Hà Nội nè, ngày 3 tháng 10 là bạn vừa ứng tuyển thành công vô một công ty sản xuất kệ, làm kệ sắt ở Hà Nội ở các bạn, với mức lương là 17 triệu, trong khi là bạn chưa bao giờ làm kế toán tổng hợp à, Thạch Thất Hà Nội chưa bao giờ làm kế toán tổng hợp à, làm bây giờ vô là làm kiểm soát các cái phần hành, hạch toán, báo cáo tài chính không, và bạn đậu là nhờ cái CV nè, cái CV này đã giúp 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 bạn đã đào vô cái công ty này, mặc dù chưa có cái kinh nghiệm. Công ty này có kỹ thuật trưởng các bạn phỏng vấn làm bài test đó. Thì đó là cái phần CV, nó quan trọng đến như vậy các bạn, nó rất là quan trọng mà. Mình nhắc lại này, hồ sơ ứng tuyển nếu các bạn có kiến thức tốt rồi mà các bạn thiếu cái kỹ năng ứng tuyển á, kỹ năng làm hồ sơ ứng tuyển á, thì các bạn sẽ phung phí rất là nhiều cái cơ hội, nên các bạn cần phải học. Ai cảm thấy trước giờ có phải tôi nói đúng các bạn là trước giờ ai mà thường hay lên trên mạng lấy cái CV trên mạng về để nộp cho tất cả các công ty không? Comment số 6 giùm tôi nè. Đó. Ai thường hay lên làm hồ sơ trên mạng theo mẫu biểu trên mạng có thể comment số 6 được không? Đó. Đã và đang làm như vậy. Đó. Nếu muốn tìm công ty tốt, môi trường tốt thì các bạn phải có cái sự khác biệt. Dừng ngay cái việc đó lại đi. Đó. Tôi khuyên các bạn phải có cái hồ sơ khác biệt. Phải biết đặt mình vào cái vị trí của nhà tuyển dụng để mà viết nha. Cái điều đặc biệt ở đây là trong cái tư duy của mình về viết hồ sơ ứng tuyển, tôi sẽ chia sẻ ở trong cái chương trình của mình để các bạn có cái tỷ lệ thành công cao. Rồi cái phần thứ hai á, phần thứ hai á, phần thứ hai thì chúng ta sẽ học về thuế. Trong phần thuế thì chúng ta sẽ có học ba cái thuế cơ bản và chúng ta thường chính mà chúng ta sẽ gặp, đó là thuế giá trị gia tăng. Thì thuế giá trị gia tăng các bạn sẽ được học hệ thống lại cái kiến thức thuế giá trị gia tăng để các bạn biết đâu là không chịu thuế ha, đâu là 0%, đâu là 5%, đâu là 10%. Đặc biệt trong phần thuế giá trị gia tăng các bạn sẽ được học rất rất nhiều cái tình huống thực tế mà rất là nhiều người sai các bạn ha. Rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn lập cái tờ khai thuế giá trị gia tăng và kê khai điều chỉnh bổ sung qua các cái tình huống. Được chưa? Phần thuế thu nhập cá nhân thì các bạn cũng sẽ được học về kiến thức về thuế thu nhập cá nhân. À, làm bài tập tính thuế thu nhập cá nhân từ lương nét và từ lương rót. Và làm tờ khai quyết toán năm, quyết toán kê khai ở trong kỳ và quyết toán năm thuế thu nhập cá nhân. Rồi thuế thu nhập doanh nghiệp thì cũng sẽ được học để các bạn đủ cái kiến thức để các bạn nhận biết đâu là chi phí được trừ, đâu là chi phí không được trừ ở trong doanh nghiệp của mình. Và cái đặc biệt á, là khi các bạn được học á, là tôi sẽ cấp luôn cho các bạn cái tài khoản trên thuế điện tử. À, tôi sẽ lấy ra 4 5 công ty, tôi cho các học viên của mình lên đăng nhập vào cái trang thuế điện tử nè. À, học viên của BX là họ có tài khoản để đăng nhập vào đây luôn. Các bạn ha, học viên BX là họ có tài khoản, được tôi cấp tài khoản để họ vào đây. Họ vào trong này nè. Để họ làm quen với cái phần mềm, với cái hệ thống hóa đơn điện tử, thuế điện tử nè, nên khi họ đi ra đi làm họ không phải bỡ ngỡ, họ làm quen với các cái menu ở trên cái website này, nên khi đi làm vô không còn bỡ ngỡ nữa. Đó. Đó là phần thuế ha, đó là phần thuế. Phần thứ ba đó là các bạn sẽ được học về hóa đơn điện tử theo thông tư 78 nghị định 123 để các bạn nắm được các cái nội dung liên quan về hóa đơn điện tử để mình tránh những cái sai sót để bị phạt. Vì phạt đối với những cái trường hợp mà liên quan hóa đơn điện tử đó, thì nó cũng khá là nặng. Ví dụ xuất hóa đơn sai thời điểm đi thì cũng bị phạt 4 đến 8 triệu một cái hóa đơn rồi. Thì các bạn trong cái phần hóa đơn điện tử này các bạn sẽ được học những cái quy định liên quan về xuất hóa đơn. Ví dụ như thời điểm xuất hóa đơn đối với sản xuất, đối với sai, đối với thương mại, đối với xây dựng hay là dịch vụ như thế nào, và những cái một số cái tình huống liên quan trong thực tế thì các bạn sẽ được học
cả phần hóa đơn điện tử nữa. Đó. Rồi đặc biệt là cái phần thứ tư, phần thứ tư đó các bạn. Cái phần thứ tư này á, thì chúng ta sẽ có ôn hạch toán. Ví dụ như K16 đang học 246 đó, thì bắt đầu là tối thứ hai này nè, tức tối mai là K16 sẽ bắt đầu ôn hạch toán, họ mới ôn hạch toán tài khoản 111. Thì tối thứ hai này K16 sẽ bắt đầu học về tỷ giá. À, cho nên nếu mà các bạn học chương trình này thì các bạn có thể học song song giữa K10, học cùng lúc K16 và K17 luôn. Các bạn nào muốn học nhanh thì học như vậy. Đó. K16 thì đang học 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 học, học đến phần thuế, học xong bằng hóa đơn rồi. K16 thì đã học tới phần thứ tư, là thứ hai này bắt đầu là sẽ ôn hạch toán, ôn về tỷ giá nè. Đó. Thì chúng ta sẽ có 9 buổi để ôn hạch toán để cho những người mắc căn bản cũng có thể học cái chương trình này. Giống như chương trình này chúng ta học lại từ đầu á. À, cho nên các bạn học qua nguyên lý kế toán rồi thì các bạn có thể học chương trình này ha. Mình sẽ có 9 buổi để ôn hạch toán từ cơ bản đến nâng nâng cao. À, và chúng ta sẽ học về giá, đặc biệt là về giá thành nữa. Giá thành thì chúng ta cũng sẽ có làm bài tập sản xuất và xây dựng. À, học bài tập và thực hành trên Misa luôn. Rồi chúng ta sau khi ôn hạch toán xong á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm Misa 2021. À, cái đặc biệt á là phần mềm này nó có full bản quyền để các bạn học và các bạn sử dụng luôn. Các bạn sử dụng cái phần mềm này để các bạn làm dịch vụ kế toán mà các bạn không cần phải mua thêm phần mềm nữa, đỡ tốn tiền các bạn ha. À. Mình nhắc lại ha, phần mềm này các bạn được tặng có bản quyền, full bản quyền, các bạn sử dụng học và làm việc lâu dài. Các bạn sử dụng làm cho bao nhiêu công ty cũng được cả, làm cho cái sản xuất thương mại dịch vụ vẫn được, nói chung là full chứ phân hệ giá thành làm hết luôn đó. Xong rồi mình hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm xong thì các bạn sẽ thực hành trên cái bộ chứng từ mình gửi, tức là mình sẽ có hai bộ chứng từ để thực hành á. Thì cái bộ chứng từ thực hành á và tài liệu thuế mình sẽ gửi qua bưu điện cho các bạn á, cái bộ chứng từ thực hành. Thì cái bộ chứng từ thực hành á, mình sẽ có hai bộ chứng từ thực hành, lát nữa mình sẽ nói ha. Thì sau khi các bạn hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán từng cái chứng từ vào trong Misa như thế này này các bạn ha. Hướng dẫn hạch toán từng chứng từ rồi lên báo cáo tài chính, lên sổ sách kế toán, làm quyết toán năm ở trên cái phần mềm Misa và cách thức các cái bước để chúng ta kiểm tra lại cái số liệu của mình ở trên phần mềm Misa. Giống như chúng ta đang làm thực tế cho doanh nghiệp. Ở qua cái phần thứ năm là chúng ta sau khi mà các bạn thực hành xong cái phần nhập khảo và thương mại đó, các bạn thực hành trước cái bộ đầu tiên là cái bộ chứng từ của công ty nhập khảo và thương mại, thì các bạn sẽ thực hành qua cái bộ chứng từ thứ hai là mình sẽ thực hành giá thành theo sản xuất, tức là tính giá thành sản xuất đó, và mình sẽ tính giá thành theo công trình, thực hành trên Misa luôn các bạn ha. Ngoài ra đó thì tôi còn hướng dẫn các bạn cái cách làm cái phương pháp mà chúng ta làm kế toán cho nhà hàng tiệc cưới. Làm kế toán nhà hàng tiệc cưới có định lượng thì sẽ làm như thế nào, tính giá thành như thế nào, còn nếu mà không có định lượng á, thì chúng ta sẽ làm kế toán như thế nào. Ngoài ra á, thì sẽ có hướng dẫn thêm, ví dụ như là tính giá thành vận tải, cháo dinh dưỡng, may mặc, hoặc là các bạn đang làm ở công ty của các bạn đang sản xuất cái gì, các bạn chưa biết tính giá thành thì trong quá trình học các bạn có thể hỏi, tôi sẽ nói cho các quy trình và cách tính giá thành ở công ty của bạn như thế nào. Đó là quyền lợi của các bạn. 5 phần học. Ai thực sự muốn học hết hơn 5 phần học này hãy comment giúp mình số 5 mà. Ai thực sự muốn học hết 5 phần học này để phát triển công việc hãy comment số 5. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là sau 5 phần học này các bạn sẽ có thể làm được công ty thương mại, các bạn có thể làm công ty sản xuất, các bạn có thể làm công ty xây dựng, các bạn có thể làm công ty dịch vụ. Tự tin để làm cho những cái mô hình đó. Đây là cái tài liệu mình sẽ gửi qua bưu điện cho các bạn ha. Tài liệu này chiều nay thì sau khi các bạn đăng ký á, thì chiều nay thứ hai mình sẽ gửi qua bưu điện cho các bạn ha. Thì ngoài cái tài liệu in ra đó thì còn có cái tài liệu file PDF, rồi số liệu trên Excel và file Excel rồi file Word, những cái tóm tắt lại những cái nội dung chính của thuế mình sẽ gửi cho các bạn. Đây là cái hình thức học ha. Các bạn hãy lấy cái điện thoại ra, các bạn chụp hình cái màn hình này lại để lưu lại cái lịch học nha. Thì cái nội dung của chương trình của chúng ta học là 45 buổi học chính thức, 45 buổi tối, chúng ta sẽ học từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi tối, 45 buổi các bạn nha. Thì K17 á, thì sẽ học 3 năm 7, tối 3 năm 7 và sẽ khai giảng vào ngày 26 tháng 10 các bạn ha. Nhắc lại nha, K17
K17 sẽ học tối 3 năm 7, khai giảng ngày 26 tháng 10. Còn K16 thì đã đang học đến cái phần thứ tư. Đó. Thì cái đặc biệt của chương trình này là các bạn được xem lại video của mỗi buổi học. Tức là mỗi buổi học như thế này sẽ được ghi lại video và lưu lại trên driver. Sau đó tôi sẽ chia sẻ lại cho các bạn để các bạn học đi học lại nhiều lần. Cho nên nếu mà các bạn có vắng buổi nào đi nữa thì các bạn cũng có thể học lại. 12 tháng sau, qua năm sau các bạn muốn học lại cho nhớ thì các bạn cũng có thể học lại qua video hoặc là mình được học với cái khóa trực tiếp. Nói chung là sẽ được học đi học lại với các khóa sau thoải mái. Qua 1-2 năm sau các bạn muốn vào học lại để ôn lại những để học thêm bổ sung lại kiến thức thì các bạn vẫn có thể vào lại học được chứ khóa hiện tại đó không có đóng phí gì thêm. Các bạn ha. Đó là điều đặc biệt của chương trình này. Rồi, quyền lợi của các bạn nè. Đó, bạn nào quan tâm thì hãy lấy cái điện thoại ra chụp hình các quyền lợi của các bạn lại nha. Thứ nhất là các bạn sẽ được tư vấn trong vòng 36 tháng sau khóa học. Các bạn nha. Trong vòng 36 tháng sau khóa học các bạn vẫn được tôi hỗ trợ, vẫn được tôi trả lời qua Zalo, qua Facebook hay qua điện thoại trong group đó, trong group của học viên. Đó, các bạn nha. Tức nghĩa là sau khi các bạn đăng ký là các bạn có quyền hỏi tất cả rồi nha. Tức là sau khi bạn đóng học phí, các bạn đóng đóng học phí xong các bạn đăng ký là các bạn được quyền hỏi rồi. Hỏi những cái vấn đề liên quan đến công việc mình đang làm ở công ty, vướng bận cái gì, cần tư vấn cái gì thì cứ hỏi. Rồi các bạn sẽ được thêm một cái buổi tôi chia sẻ về kỹ năng làm việc với đoàn thanh tra thuế này. Chỗ này các bạn, đặc biệt là những bạn mà chưa bao giờ làm dưới đoàn thanh tra thuế đó, các bạn sẽ rất là hữu ích cho cái buổi này ha. Rồi thứ ba đó là bạn nào muốn học về mô hình đại lý bán đúng giá thì nó có sẵn video và tài liệu, có hóa đơn chứng từ ở trên bộ nhớ dùng chung nên driver các bạn có thể tải về các bạn học thêm. Rồi thứ tư đó là mình nhắc lại, đó là phần mềm MISA này có bản quyền, các bạn dùng lâu dài và dùng cho nhiều doanh nghiệp, được học đi học lại với các khóa sau miễn phí, được xem lại video các buổi mà không phải tốn phí các bạn ạ. Rồi thì đương nhiên với những cái kiến thức và cái sự hỗ trợ của tôi như vậy thì mình tin rằng chắc chắn nếu các bạn nỗ lực trong vòng 4 tháng các bạn sẽ trở thành kế toán tổng hợp, các bạn sẽ nhận được các doanh nghiệp vừa và nhỏ về để làm với cái sự hướng dẫn của tôi. Và mình tin rằng chắc chắn công việc và cái cuộc sống của các bạn trong năm 2024 nó sẽ có cái sự thay đổi lớn nếu các bạn cùng tôi nỗ lực. Đó là lợi ích của các bạn và rất là nhiều người đã làm được điều đó. Vậy thì nếu nếu mà nếu mà các bạn nghĩ ngược lại xem mình không tham gia chương trình này thì liệu 3 năm nữa mình có thay đổi được hay không? 5 năm nữa thu nhập của mình có gấp đôi được hay là không? Với một khoản đầu tư rất là ít các bạn. Với một khoản đầu tư về tài chính rất là ít nhưng chúng ta sẽ học được rất là nhiều kiến thức và được cái sự hỗ trợ lâu dài của tôi để mình có thể phát triển công việc. Và đây là một số cái thành quả nhỏ. Có một cái video này 1 phút các bạn có thể xem không? Cái phản hồi của bạn Thanh Xuân nè. Ai muốn xem cái phản hồi của bạn Thanh Xuân Big K10 thì hãy comment số 1 giúp tôi ha. Video có 1 phút thôi. Để các bạn có thêm cái thông tin xem thử những người trước người ta làm được cái gì. Các bạn có làm được hay là không? Chúng ta cùng xem nhé. Chào mọi người, mình tên là Xuân, năm nay mình 34 tuổi, thì mình là học viên khóa học 3X30. Các bạn Thì có nghe được cái âm thanh không? rất vui hôm nay được ngồi đây để chia sẻ những cái thành quả mà mình đạt được sau gần 1 năm tham gia khóa học của thầy. Trước đây mình là một kế toán nội bộ 8 năm với mức lương là 8 triệu. Thì sau trong một lần lướt Facebook thì gặp cái khóa học của thầy và mình quyết định tham gia cái khóa học 3X của thầy. Thì mình tham gia khóa học của thầy vào tháng 6 năm ngoái. Sau khi tham gia được 2 tháng thì mình quyết định đi công ty cũ và ứng tuyển vào vị trí kế toán tổng hợp của một thẩm mỹ viện với mức lương là 15 triệu. Thì sau quá trình hưởng việc thì mình được tăng mức lương lên là 19 triệu, nhưng mà do mình thấy cái tình hình của công ty không có, tức là cái tình hình của công ty không không có khả năng phát triển á, nên mình lại suy nghĩ và ứng tuyển vào vị trí kế toán trưởng của một công ty thương mại chuyên cung cấp thuốc tây cho các bệnh viện nước. Thì trong quá trình làm á, thì mình thấy là những cái kiến thức mà đã được học trong cái khóa học của thầy á, hầu như là đi làm đều gặp phải. Nên chính vì vậy mà cái xử lý tình huống của mình không còn ngỡ ngàng nữa, bởi vì mình đã được học trong khóa học nên mà mình cũng không có thấy áp lực nhiều trong công việc. Bên cạnh đó thì luôn có thầy động viên và hỗ trợ, thầy luôn động viên và hỗ trợ những cái, ví dụ những cái mà mình không biết thì mình sẽ hỏi thầy và thầy sẽ hỗ trợ mình. Thì thầy luôn là, mình cảm thấy thầy luôn là cái người cho mình động lực để cố gắng vượt qua cái nỗi sợ hãi của bản thân, dám nghĩ và dám làm hơn. Qua đây thì mình cũng gửi thông điệp đến các bạn mắt có kế toán á, đừng có sợ hãi.
cũng đừng có tự ti về bản thân. Đây, ví dụ như ngay cả ngày ngày 4 tháng 10, ngày 4 tháng 10 ha, bạn Yến Trần là K15 không? Đó. Nhờ CV ứng tuyển nè mà đã đậu vô ra công ty tổng hợp của công ty xây dựng nè, không? Đang từ kế toán nội bộ chuyển sang công ty xây dựng, không? Làm viết CV theo hướng dẫn để có sẽ gây được cái ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Rồi hay như là với bạn bạn Huệ Nguyễn là ngày 21 tháng 9 báo nè, là em vừa đi phỏng vấn thành công công ty dịch vụ việc làm có 9 chi nhánh, 9 chi nhánh các bạn. Đó. Thì phần lớn là những bạn học chương trình này á, phần lớn học chương trình này là chưa làm được kế toán tổng hợp, học chương trình này nhưng vẫn có thể ứng tuyển được vị trí kế toán tổng hợp và phát triển cái mảng dịch vụ kế toán. Hay là ngày 21 tháng 9 này bạn Sơn. Sơn thì đã ứng tuyển ở đây, kế toán vị trí kế toán trưởng, kế toán trưởng luôn với cái mức lương là 30 triệu, thử việc là 23 triệu. Đó. Nếu các bạn đang làm kế toán tổng hợp mà các bạn còn thiếu nhiều cái kiến thức về thuế, các bạn chưa dám làm những cái mô hình lớn hơn thì các bạn cũng nên học ở cái chương trình này. Đó. Hay là ngày 16 tháng 8, bạn Nguyễn Thị Mai Hương ở Long Biên, không? Em chỉ đi làm kế toán một vài tháng cách đây chục năm rồi, tức là bạn đã bỏ chục năm rồi đó các bạn ha, bỏ cách đây chục năm rồi mới quay lại ha. Bạn này học K15, K15 thì hiện nay còn đang học nè. K15 á là thứ ba tuần này họ sẽ học tối ưu thuế nè. K15 là vừa thực hành xong, thứ ba này K15 sẽ bắt đầu học tối ưu thuế nè. Đấy. Mới quay lại nghề thôi, nhưng mà ứng tuyển thành công vào cái công ty đại lý thuế, không nè. Ứng tuyển vào đại lý thuế cũng khó đó các bạn ha, nhiều lắm. Bạn Lily, Nguyễn Lily, bạn Ly này là ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh K9 nè. Bỏ nghề hơn 10 năm rồi các bạn. Mà bây giờ cũng ứng tuyển thành công vô cái tổng hợp công ty xây dựng lương 18 triệu nè. Không? Học thì phải có sự thay đổi nhanh như vậy. Ứng tuyển thành công cả hai công ty các bạn, bỏ cả 10 năm học lại là ứng tuyển thành công cả hai công ty luôn. Một công ty quảng cáo lương 15 triệu, một công ty xây dựng lương 18 triệu. Học là sẽ có cái sự thay đổi như vậy. Nhiều lắm, nói chung là các bạn sẽ được gặp những cái người này ở Quảng Ninh, Phùng Thị Hậu ở Hải Phòng, bạn Hậu là ở Hải Phòng, suốt hơn 10 năm qua chỉ làm kế toán nội bộ thôi mà bây giờ làm kế toán thuế rồi. Bạn này học K13 ở Hải Phòng. Bạn Trang là chỉ có ra trường 2 năm thôi, 2 năm thôi là lên luôn kế toán trưởng của công ty xây dựng các bạn, 2 năm thôi, bạn này rất là trẻ ở Thủ Đức nè. Đặc biệt ví dụ như bạn Ngọc Anh. À, Ngọc Anh là bạn học này, học K4 đời đầu này, học những cái khóa đầu tiên này. Ngày 22 tháng 9 là sau hơn một năm thì lúc mà bạn Ngọc Anh học á, là cái lương của bạn chỉ có 6 triệu rưỡi thôi các bạn. Lương của Ngọc Anh là 6 triệu rưỡi lúc học học K4. Đến ngày 22 tháng 9 năm 2022 là sau hơn một năm á, là thu nhập của bạn đã tăng lên gấp 6 lần rồi các bạn. Tăng gấp 6 lần rồi. Bằng cách nào? Làm kế toán tổng hợp cho công ty và nhận các doanh nghiệp vừa và nhỏ về để làm, nhận thêm 6 công ty về làm. À, nhận thêm 6 công ty về để làm nữa là đã có cái mức thu nhập hơn 30 triệu rồi. Đặc biệt ví dụ như bạn bạn Thảo Quảng Ninh nè. Mới sinh bạn này sinh năm 90. Thảo Quảng Ninh. Đó, Thảo Quảng Ninh nè. Thì ngày 30 tháng 8 bạn báo cho tôi là bạn đã nhận được 20 gần hơn 20 công ty rồi. Cái này chính xác là bây giờ là hơn 22 công ty. Và cái mức thu nhập của bạn là 40 triệu, bạn ở nhà. Ở nhà làm thôi, không đi làm công ty nữa. Lúc trước là định đi xin làm nhưng bây giờ là nhận công ty về làm thôi. Có một công ty gọi bạn đi làm với mức lương là 20 triệu. Nhưng bạn đã ở nhà làm, bạn ở Thảo Quảng Ninh nè. Đó. Lẽ ra là cái thu nhập của bạn là nó khoảng 50 triệu á mà bạn có thuê một bạn làm. Có thuê một bạn làm ở mức lương là 8 triệu. Mức lương 8 triệu cho bạn đó. Thì trừ thu nhập đi là bạn trừ cho mức lương của bạn là bạn còn khoảng 42 triệu. Thảo Quang Ninh nè, bạn này nói chung là cũng học xong là khá là giỏi. Coi thử ở bên cái nick nào. Thảo Quang Ninh nè. Đây là bạn Thảo Quang Ninh nè. Thảo Quang Ninh đây các bạn. Thì học với tôi thì tôi vẫn hỗ trợ lâu dài. Vẫn hỗ trợ dài dài thôi. 3 năm đó. 3 năm sau tôi hy vọng là các bạn sẽ giỏi hơn tôi rồi. Bao nhiêu bạn thật sự quan tâm đến mức học phí ưu đãi nè, tầm 3 triệu 6 nè. À,
Ai thực sự muốn tôi đưa ra một cái mức học phí ưu đãi để cho các bạn học đồng hành với tôi trong vòng 3 năm. Đương nhiên là khi cái học chương trình này thì các bạn cũng phải nỗ lực học. Tôi nỗ lực hướng dẫn các bạn, tôi nỗ lực các bạn hỗ trợ các bạn trong quá trình các bạn học và các bạn làm ở công ty rồi làm dịch vụ, tôi nỗ lực các bạn để hỗ trợ các bạn hàng ngày. Thì các bạn cũng phải nỗ lực để mà học. Chứ còn nếu mà tôi nỗ lực không hoặc là các bạn nỗ lực không thì chắc chắn cũng không đạt được kết quả, đúng không nè? Các bạn nỗ lực học mà tôi dạy nó không hiệu quả, dạy không kiến thức không ok thì cũng không hiệu quả được, mà tôi hỗ trợ các bạn tối đa dạy hay đi nữa mà các bạn không nỗ lực học thì cũng chịu thua, đúng không? Cũng cho nên là cả hai bên tôi và các bạn cùng phải nỗ lực thì mới có kết quả tốt được ha. Thì trước khi tôi đưa ra cái mức học phí ưu đãi cho các bạn thì tôi muốn dành thêm cho các bạn cái quà tặng dành cho các bạn ha. Đó. Thêm ba cái quà tặng đặc biệt nữa nè. Đó là chúng ta sẽ có 4 buổi học tối ưu chi phí. Đây là kiến thức đặc biệt nhất các bạn ha, và đây cũng là khóa cuối cùng tôi tặng cho học viên 3X cái nội dung này. Qua năm 2024 chắc chắn nội dung này sẽ không còn được tặng nữa mà sẽ thu học phí 3 triệu rưỡi. Mình nói trước cho các bạn nha. Cho nên nếu các bạn cần thì nên học sớm để nhận thêm cái quà tặng này. Vì riêng cái nội dung tối ưu chi phí, nếu mà các bạn đi học ở bên ngoài thì học phí thông thường là nó khoảng 6 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi đến 6 triệu rưỡi. Các bạn nha, các bạn thử lên mạng các bạn search cái từ tối ưu chi khóa học tối ưu chi phí đi để các bạn thấy ha. Đó. Thì riêng trong cái 4 buổi học này mình sẽ chia sẻ cho các bạn các cái phương pháp tối ưu thuế thường dùng nha, tối ưu thuế thường dùng, rồi các cái kiến thức thực tế và các cái tình huống thực tế để mình vận dụng vào trong thực tế như thế nào. Ví dụ công ty của mình hàng tồn kho ảo nhiều quá làm sao đây, đúng không? Hàng tồn kho ảo nhiều quá làm sao để giải quyết cái hàng tồn kho ảo này mà không phát sinh doanh thu mà vẫn được đưa vào chi phí. Trường hợp nào tồn kho ảo, trường hợp nào thì mình giải quyết nó được để mình đưa nó vào chi phí mà không phát sinh doanh thu để mình nộp nộp thuế mà vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đây là những cái kiến thức mà kế toán tổng hợp, kế toán thuế chắc chắn sẽ sử dụng rất là nhiều trong quá trình các bạn làm. 4 buổi học các bạn nha. Cái thứ hai nữa đó là mình sẽ có hướng dẫn các bạn thực hành lập và kiểm tra báo cáo tài chính trên Excel. Các bạn nha. Các bạn lưu ý giùm cho mình đó, nếu các bạn muốn biết kiểm tra báo cáo tài chính như thế nào thì phải biết lập báo cáo tài chính trên Excel. Phải hiểu được từng cái chỉ tiêu trên báo cáo tài chính nó lấy số liệu từ đâu lên và lấy số liệu như thế nào. Thì chỉ có cách học trên Excel các bạn mới làm được điều đó. Còn trên phần mềm á, là chúng ta học để chúng ta biết cách sử dụng phần mềm, chúng ta biết cách kiểm tra tổng quát lại trên phần mềm. Vì phần mềm nó không có hướng dẫn các bạn, không thể nào hướng dẫn các bạn từng cái chi tiết, từng chỉ tiêu được. Cho nên tôi phải hướng dẫn các bạn trên Excel nữa. Ngoài hướng dẫn trên phần mềm thì phải hướng dẫn các bạn lập báo cáo tài chính trên Excel để các bạn hiểu được từng cái chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, cái bản chất của từng chỉ tiêu đó. Để sau này khi các bạn cầm cái báo cáo tài chính lên các bạn biết đọc nó, biết kiểm tra nó đúng hay là sai, hợp lý hay là chưa hợp lý. Rồi, thêm một cái quà tặng đặc biệt để các bạn kiếm thêm tiền nè, để các bạn làm thêm cái dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cho các công ty. Đó là tôi sẽ có 2 buổi để hướng dẫn các bạn các cái bước để làm cái hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu xuất khẩu và đối với dự án đầu tư. Thì đương nhiên cái làm cái hồ sơ thì nó theo mẫu quy định rồi, cái đó thì dường như cái mẫu quy định thì ai cũng làm được, nhưng thực tế nó không đơn giản là làm theo mẫu quy định là được hoàn thuế. Có những người làm hồ sơ hoàn thuế 1 năm trời chưa xong, đúng không? Thì làm thế nào, ví dụ như cái phí các bạn nhận là bao nhiêu phần trăm, đúng không nè? Rồi phí mình tiếp khách là bao nhiêu phần trăm, thì đó là những cái bí mật nghề nghiệp tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Ví dụ như anh em mình nhận là hồ sơ hoàn thuế cho công ty đi, thì mình nhận mấy phần, bao nhiêu tiền, rồi cái tiền đó mình đâu phải mình ăn hết đâu, mình phải đi tiếp khách là chứ, đúng không? Như vậy thì cái tiền là mình tiếp khách là bao nhiêu. Thì những cái kinh nghiệm thực tế như vậy á, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 3 cái quà tặng này. Ai muốn nhận 3 quà tặng đó comment số 3 nè.
Ai muốn nhận ba quà tặng thì hãy đăng ký ngay trong ngày hôm nay để nhận được ba quà tặng đó ha. Như vậy thì tổng cái kiến thức và cái giá trị mà chúng ta nhận được ở đây, tất cả những cái kiến thức mà các bạn được học nó nằm ở đây, và tổng cái giá trị nó nằm ở đây. Và với cái kiến thức này thì học phí thông thường ít nhất thì nó khoảng 9 triệu 768. Đây là học phí thông thường. Còn hôm nay nếu các bạn đăng ký ngay trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ có một cái mức học phí ưu đãi hơn nữa để các bạn có thể đồng hành với tôi. À, như vậy thì 12 người đăng ký trong ngày hôm nay sẽ nhận được mức học phí ưu đãi cộng với thêm những cái quà tặng mà tôi vừa vừa nói, với mức học phí là 5 triệu 768 ha. Như vậy thì với một cái khoản đầu tư rất là nhỏ là 5 triệu 768 thôi, các bạn có thể được học hết những cái kiến thức này cùng với sự đồng hành với tôi trong vòng 3 năm. Đó. Thì sau khi học, thậm chí là trong khi học, các bạn có thể các bạn đã xin được kế toán tổng hợp rồi, nhận được các doanh nghiệp thêm doanh nghiệp vừa và nhỏ về để làm rồi. Và trong năm 2024 này mình tin rằng các bạn sẽ có cái sự thay đổi rất là nhanh, rất là lớn ở trong cái công việc, cái sự nghiệp của các bạn. Từ đó các bạn sẽ càng làm càng phát triển, càng làm càng phát triển. Chứ đừng có để 3 năm cũng một chỗ, 5 năm cũng một chỗ, cũng một vị trí các bạn ha. Như vậy thì với một cái mức học phí này mình sẽ hướng dẫn các bạn thanh toán ha. Thì các bạn đăng ký á, thì các bạn sẽ chuyển khoản cái số học phí là 5 triệu 768 vào cái tài khoản này. Sau đó các bạn sẽ chụp hình và các bạn sẽ gửi cái thông tin chuyển khoản qua cái số điện thoại là 09033 688867. Và các bạn sẽ nhắn cho tôi ha. Nhắn cho mình là họ tên nè, số điện thoại nè, email nè và địa chỉ để nhận tài liệu qua bưu điện các bạn nha. Cái Gmail á, là để mình duyệt các bạn vào lớp, và đồng thời mình chia sẻ cái bộ nhớ dùng chung để các bạn có thể xem tất cả các video ở trên bộ nhớ dùng chung. À, các bạn nhé, mình nhắc lại ha, ngay tại thời điểm bây giờ các bạn đăng ký thì các bạn hãy chuyển khoản học phí là 5 triệu 768 vào cái số tài khoản 2011127 này, ACB Phạm Văn Học. Nội dung chuyển khoản thì các bạn chỉ cần để họ tên, rồi các bạn có thể để số điện thoại hoặc không cũng được. Đó. Nhưng quan trọng nhất là phải để họ tên nha. Và quan trọng hơn nữa là các bạn chuyển khoản xong thì các bạn chụp hình và gửi qua cho mình cái số Zalo này ha, kết bạn với mình và gửi qua cái hình chuyển khoản qua cái số Zalo này. Đó. Và nhắn cho mình họ tên, số điện thoại, Gmail và địa chỉ để nhận tài liệu qua bưu điện ha. Đó. Thì các bạn nên đăng ký trước để các bạn nhận được những cái quyền lợi sau. Thứ nhất, khi các bạn đăng ký trước thì các bạn sẽ được nhận tài liệu trước nè. Các bạn được cài đặt và làm quen với phần mềm Misa trước nè. Các bạn có thể học với K16 trước nè, từ thứ hai này nè. Rồi các bạn học với K17 bình thường mà không phải đóng thêm học phí. Như vậy thì các bạn sẽ rút ngắn được thời gian học rất là nhiều. Ngoài ra, khi các bạn đăng ký trước thì các bạn được cấp thêm video về hồ sơ bảo hiểm xã hội, các cái chế độ làm hồ sơ thai sản như thế nào thì các bạn được học thêm qua video. Rồi hồ sơ pháp lý doanh nghiệp các bạn sẽ được tặng thêm. Đây là những người đăng ký trước khi khai giảng sẽ được tặng thêm. À, tôi sẽ cấp cho các bạn ở trên bộ nhớ dùng chung để các bạn học thêm. Ví dụ như các bạn muốn biết mình muốn làm thêm với dịch vụ thành lập doanh nghiệp, đúng không nào? Muốn thành lập doanh nghiệp mà các bạn chưa bao giờ biết làm thành lập doanh nghiệp như thế nào, thì trên bộ nhớ dùng chung sẽ có video hướng dẫn cho các bạn để các bạn xem đó, các bạn làm theo, các bạn nhận, các bạn làm theo. Ví dụ như hiện tại tôi nhận dịch vụ làm thành lập giấy phép thành lập doanh nghiệp á, thì mỗi bộ giấy phép hiện tại bây giờ là tôi lấy cái mức là 3 triệu, mình làm trong khoảng khoảng 7 ngày là xong. Thì trên bộ nhớ dùng chung ở đây nè, nó có video hồ sơ pháp lý doanh nghiệp là hướng dẫn các bạn thành lập doanh nghiệp ha. Rồi hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp nè, rồi bảo hiểm xã hội nè, học 6 buổi. Các bạn nha, thì cái bảo hiểm này các bạn sẽ được học, những người đăng ký trước thì sẽ được tặng thêm cái phần này. Thì cái khóa học bảo hiểm xã hội này là học phí thông thường là 2 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi các bạn nha. Đó. Và cái khóa pháp lý doanh nghiệp cũng là 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Thì các bạn đăng ký trước thì sẽ được tặng luôn video để các bạn học. À, các bạn nhé. Khóa này sẽ khai giảng ngày 23 26 tháng 10 em. 26 tháng 10 ha. 26 tháng 10. À, mình nhắc lại ha. Nên các bạn hãy đăng ký trước để nhận các cái quyền lợi nha các bạn nhé. Đăng ký trước càng sớm thì các bạn học sớm. Đó.
Như vậy thì các bạn hãy mình nhắc lại, như vậy là tổng cái học phí ưu đãi của các bạn nó chỉ có là 5 triệu 768 thôi. 5 triệu 768. Và các bạn tính từ thời điểm này, những người đăng ký trước sẽ được cách và tặng thêm những cái quà tặng vừa rồi. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình 3X ha. Các bạn đăng ký xong thì mình nhắc lại các bạn hãy kết bạn với mình qua cái Zalo này nha. Zalo này mình thì mình có hai Zalo. Hai Zalo nha, hai Zalo. Đó. Các bạn kết bạn nha. Và các bạn gửi qua thông tin cho cái Zalo này. Hoặc là các bạn cũng có thể gửi cho mình, nếu bạn nào đã kết bạn với mình qua cái Zalo này rồi thì có thể là cái gửi qua Zalo này cũng được ha, Zalo nào cũng được, mình có hai đang sử dụng hai Zalo. Tối mai thì các bạn bắt đầu có thể học với K16 rồi, rồi sau này các bạn có thể học với K17. Bạn Binh còn ở trong lớp không? Có ở trong lớp ta không, nhắn cho anh cái thông tin ha. Các bạn qua Zalo nhắn họ tên, số điện thoại, Gmail, địa chỉ, nhận tài liệu qua bưu điện ha. Thứ hai anh sẽ gửi. Anh nhận rồi nha, ăn ăn Lê ơi. Nhắn giùm anh. Bạn Bích còn trong lớp đó không, nhắn giùm anh luôn ha. Sao mà chuyển khoản xong không thấy trả lời. Số tài khoản này nè em, ở trên màn hình đây ha. Dân nha, bạn Uyên đúng không? Số tài khoản trên màn hình đây em. Số tài khoản là 201127 đây em. Quỳnh An đúng không? Con bạn bạn Quỳnh An. Anh Quỳnh An là nhận rồi nè ha. Không có học ban ngày nha em. Không